Chào mừng quý vị đến với kênh MC Ngọc Việt. Nếu yêu thích các bộ truyện trên kênh, quý vị nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ team mình nhé. Mao Sơn Quỷ Vương, tập 580, Sa Vương Đề Lạp. Nói xong, hai người quay người đi về phía Mao Sơn Tông. Khoảnh khắc hắn quay người lại, Cát Vũ ngay lập tức thúc giục thuật địa độn đi hướng về nơi người đó đang ẩn nấp. Ngô Cửu Âm cũng thúc giục mê tung bát bộ hướng về một phía khác, có ý định chặn đường người đó lại. Chỉ cách đó vài trăm mét, Cát Vũ thúc giục thuật địa độn một lần đã đến nơi người đó đang ẩn nấp. Người đó có lẽ không ngờ Cát Vũ lại nhanh như vậy. Trong nháy mắt, Cát Vũ đã cách người đó 4-5 mét người nọ đang trốn sau một cái cây lớn, mặc áo choàng đen, không nhìn rõ khuôn mặt. Ngươi là ai? Cát Vũ nheo mắt lại nhìn về phía người nọ. Người nọ không nói gì, chỉ phát ra một tiếng cười quái dị he he, ngay sau đó, cả người biến thành một màn xương máu đỏ và biến mất. Trước khi người nọ hóa thành xương máu, Ngô Cửu Âm đang ẩn nấp ở một bên đã trực tiếp đánh ra nhất chiêu họa long điểm tinh về phía người nọ, nhưng không thành công. Người nọ cứ như vậy thoát khỏi lòng bàn tay của hai người. Là huyết độn, ngô cửu âm từ một bên đi ra, trầm giọng nói. Ta chỉ nhìn thấy hai người huyết độn, một người là huyết linh lão tổ, một người là huyết linh lão mẫu. Nhưng vừa rồi, ta cảm giác không phải là một trong hai người đó, Cát Vũ nói. Kỳ thật người này tu vi không cao lắm, nếu như ngươi vừa tới đây, trực tiếp phong tỏa khí tràng, cho dù gã ta có thúc giục huyết độn cũng không thể trốn thoát, ngô cửu âm hơi buồn bực nói. Người mặc áo choàng đen vừa rồi bị hai người vây quanh, lại dùng huyết độn để trốn thoát. người này tu vi không tệ nhưng cùng lắm là ở quỷ tiên cảnh, không cần phải nói, cát vũ và ngô cửu âm đều cao hơn gã ta rất nhiều, có thể dễ dàng đối phó. nhưng người này lại biết thủ đoạn huyết độn, điều này chứng tỏ gã ta quả thực là người bên cạnh huyết linh lão tổ. sở dĩ cát vũ không tới phong tỏa khí tràng chủ yếu là vì hắn không biết đối phương có thể dùng huyết độn. lúc này trong người hắn cảm thấy rất chán nản, nhìn người đó. Ta cảm thấy rất quen mắt, Cát Vũ trầm tư nói. Ta cũng cảm giác như đã nhìn thấy ở đâu đó, Ngô Cửu Âm cũng nói. Đột nhiên, Cát Vũ linh cảm lóe lên, như nhớ ra điều gì đó, nói, ta biết, chúng ta đều đã từng nhìn thấy người này, không chỉ một lần. Mỗi lần người này đứng bên cạnh Giáo sư Lưu, bảo vệ Giáo sư Lưu, người này chính là cao thủ pháp trận, tồn tại đẳng cấp gần bằng với lão lý. Đúng vậy, hình như là gã ta, Ngô Cửu Âm quả quyết nói. Người này đột nhiên xuất hiện ở đây mà khí chàng ở ngọn núi phía sau của Mao Sơn Tông lại dao động. Chẳng lẽ tên này đã bố trí một pháp trận lợi hại nào đó ở đây? Trình độ của người này trong pháp trận ngang bằng với lão lý. Pháp trận gã ta bố trí, người của Mao Sơn Tông chúng ta không nhìn thấy cũng là điều bình thường, Cát Vũ nói. Núi sau của Mao Sơn Tông lớn như vậy, thật sự dễ dàng che giấu một vài người. Ta nghĩ bước tiếp theo là Mao Sơn Tông cần thay đổi chiến lược, chúng ta không thể phái một số đệ tử bình thường xuống núi. Nếu như gặp phải quân của huyết linh lão tổ, chỉ có một con đường chết, ngô cửu âm phân tích. Đang nói chuyện ở đây, đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân rồn rập, hai người quay đầu lại nhìn, không lâu sau, nhìn thấy tiểu đạo sĩ vừa rời đi quay lại, hoảng sợ nói, sư gia ngô tiền bối, lại có chuyện xảy ra rồi. Xảy ra chuyện gì, đừng vội, từ từ nói, cát vũ nói. Chúng ta, trong số những người vừa tuần tra trên núi, lại có một người mất tích, lại có một người bị đánh trọng thương, Ngài nhanh đi qua nhìn xem, tiểu đạo sĩ lau mồ hôi nói: "Có vẻ như hắn ta vội vàng chạy đến đây." Việc đó đã xảy ra khi nào? "Ngay vừa rồi," tiểu đạo sĩ đáp. "Nhanh đưa ta tới đó," Cát Vũ trầm giọng nói. Sau đó, tiểu đạo trưởng dẫn đường hai người bước nhanh đi, ước chừng 10 phút sau, bọn họ đến trước một khe núi liền nhìn thấy rất nhiều đệ tử Mao Sơn Tông đang đứng ở đó, trong đó còn có nghi trượng trưởng lão Long Thiện. Khi nhìn thấy nghi trượng trưởng lão, Cát Vũ và Ngô Cửu Âm nhìn nhau, rồi im lặng bước tới. Long Thiện chân nhân rất nhanh nhìn thấy hai người, trực tiếp đi tới trước mặt bọn họ nói, Long Viêm Sư Đệ, các ngươi tới vừa đúng lúc, chúng ta lại có một đệ tử bị đánh trọng thương. Khi Cát Vũ đi ngang qua, đám đông lập tức tản ra. Nhưng chỉ thấy đệ tử kia quần áo dính đầy máu, Hiện tại còn đang không ngừng ói ra, không những bị thương nặng, còn có cảm giác như có thể chết bất cứ lúc nào. Cát Vũ vội vàng đi tới, lấy trong người ra mấy viên đan dược, nhét vào trong miệng người nọ, sau đó đặt tay lên thiên linh của hắn ta, truyền một phần linh lực vào trong cơ thể hắn ta. Điều này cũng có thể giúp đối phương chữa lành vết thương, thậm chí còn làm chậm đáng kể vết thương của họ trong một khoảng thời gian. Mục đích của việc này là Cát Vũ muốn hỏi hắn ta vài câu. Sau vài phút, Người nọ ngừng nôn ra máu và hơi thở ổn định hơn. Cát Vũ lập tức nói, "Là ai đánh ngươi bị thương?" Người nọ liếc nhìn Cát Vũ, yếu ớt nói, "Tiểu, tiểu sư thúc, khi ta đang tuần tra với Đạo Sơn, đang đi tới đây, đột nhiên nhìn thấy một mảnh sương mù màu đỏ bay về phía chúng ta." Đạo Sơn trực tiếp chém vào đám sương mù đỏ, sương mù đỏ nhanh chóng tấn công vào trên người hắn, vừa rồi bên trong đám sương mù đỏ dường như có một tia sáng, sau đó đạo sơn sư huynh biến mất không thấy dấu vết. Sau đó, sương mù đỏ biến thành một người đàn ông mặc áo choàng đen, lao thẳng về phía ta. Ta chiến đấu với người đó mấy chiêu, kết quả bị gã ta đánh một trưởng vào ngực, nhưng còn không nhìn rõ dáng vẻ người đàn ông đó. Nghe vậy, ngô cửu âm nói, xem ra là cao thủ pháp trận mà chúng ta vừa mới gặp. Gã ta tình cờ chạy trốn tới đây, gặp phải hai đạo sĩ này nên trực tiếp giết chết. Cái gì? Ngươi vừa mới gặp được người ở phía sau núi sao?" Long Thiện Chân Nhân nói. "Đúng vậy, ta chỉ cảm thấy có người núp sau một cái đại thụ, lén lút nhìn chằm chằm chúng ta. Sau khi đuổi theo, người này liền dùng huyết độn chạy trốn, hình như là bị đám đạo sơn gặp phải." Cát Vũ nói. "Ngươi có biết người mặc áo choàng đen kia không?" Long Thiện Chân Nhân lại hỏi. "Ta biết, gã ta, gã là cao thủ pháp tận ở bên cạnh Huyết Linh lão tổ." Ngô Cửu Âm nói xem ra huyết linh lão tổ thật sự muốn ra tay đối phó với mao sơn tông chúng ta không thể tiếp tục như vậy bần đạo phải quay về bẩm báo với trưởng môn nói xong long thiện chân nhân vội vàng mang theo một vài người rời đi gần đó có mấy tiểu đạo sĩ khiêng người bị thương nhanh chóng rời đi các vũ đưa ra quyết định nhanh chóng ngăn cản một trong những đạo sĩ yêu cầu tất cả những người phụ trách tuần tra trên núi đi về trước và không để ai ở lại đây các vũ có bối phận lớn trong mao sơn tông Thậm chí còn có danh tiếng ở bên ngoài, hầu hết mọi người đều biết Cát Vũ là trưởng giáo Mao Sơn Tông tiếp theo. Vì vậy, tiểu đạo sĩ nhanh chóng truyền lệnh, yêu cầu mọi người rút lui quay về. Sau đó, Cát Vũ và Ngô Cửu Âm phân công nhau hành động, nhanh chóng đi vòng quanh ngọn núi phía sau, sau khi không tìm thấy gì, họ quay trở lại Mao Sơn Tông và đi gặp Long Hoa chân nhân. Nhìn thấy trưởng giáo Long Hoa, Cát Vũ giải thích lý do rút người quay về, trưởng giáo Long Hoa gật đầu nói: tiểu sư đệ làm tốt lắm, đều là ta không cân nhắc kỹ. Mặc dù phải tuần tra trong núi, cũng phải là cao thủ cấp bậc trưởng lão Mao Sơn Tông mới có thể ra ngoài, một khi đệ tử bình thường này nếu gặp nguy hiểm sẽ chết. Sau đó, trưởng giáo Long Hoa lại hỏi về người đàn ông mặc áo choàng đen, điều mà Long Thiện Trân Nhân đã nói với ông. Trưởng giáo sư Huynh, ta cùng tiểu cửu sư Huynh đi một vòng phía sau núi, ngoại trừ người mặc áo đen cùng khí trường dao động ra, chúng ta không phát hiện được gì khác, Cát Vũ nói. Nếu đã phát hiện người của huyết linh lão tổ ở núi phía sau, chuyện này không thể lơ là. Từ hôm nay trở đi, các đại trưởng lão của Mao Sơn Tông cũng như các cao thủ trong động thiên phúc có tu vi trên quỷ tiên cảnh tất cả đều sẽ ra ngoài tuần tra. Luân phiên thay nhau phòng thủ, bao gồm cả khổ tu sĩ ở sau núi cũng phải xuất động trưởng giáo Long Hoa ra lệnh. Sau khi mệnh lệnh này được ban hành, toàn bộ Mao Sơn Tông trở nên bận rộn, mọi người trên cấp bậc trưởng lão đều đi tuần tra sau núi, sau một đêm, mọi chuyện đều trời yên biển lặng. Kể từ khi các vũ gặp được tên cao thủ ở ngoài pháp trận phía sau ngọn núi kia, toàn bộ Mao Sơn Tông đều náo nhiệt hẳn lên. Ngay cả những tu sĩ khổ hạnh không ra khỏi cửa trong động tiên suốt nhiều thập kỷ qua cũng bắt đầu được huy động đến tuần tra bên ngoài pháp trận. Đây không phải là gia quân ồ ạt, mà chủ yếu là vì lần trước, sau khi Bạch Di Lạc tấn công núi, tổn thất của Mao Sơn Tông quá lớn, cho nên lần này Mao Sơn Tông phải đặc biệt chú ý sáng sớm hôm sau lý bán tiên hoa hòa thượng và những người khác lần lượt đến mao sơn tông chờ đợi trận đại chiến tiếp theo có thể xảy ra sau khi lý bán tiên đến điều đầu tiên họ làm chính là đưa y đến nơi bên ngoài pháp trận để y nhìn xem rốt cuộc nơi này đã bày pháp trận lợi hại gì những người của mao sơn tông ngô cửu âm đều không thể nhìn ra vấn đề gì lý bán tiên chỉ đi tới đi lui ở nơi đó mấy lần sắc mặt rất nghiêm trọng không biết y đã nhìn thấy vấn đề gì rồi Bạch Triển vẫn luôn thiếu kiên nhẫn, cứ ở bên cạnh thúc giục, ta nói này lão lý, rốt cuộc người của huyết linh giáo tới đây giờ trò quỷ gì vậy? Ngươi chính là vua pháp trận của hoa hạ chúng ta, ngay cả ngươi cũng không nhìn ra à? Vừa dứt lời, Lý Bán Tiên cũng dừng lại, nhìn đám người nói, ở đây không hề có pháp trận gì cả, chỉ bố trí một nghi trận mà thôi. Đó là một thủ thuật che mắt người khác, nó khiến chúng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại và khí tức của pháp trận, nhưng lại không có tác dụng gì cả điều này có nghĩa là gì huyết linh lão tổ phái người đến đùa giỡn với chúng ta à bạch triển bất lực nói có lẽ chúng chỉ đang đùa với chúng ta mà thôi lý bán tiên đam chiêu nói huyết linh lão tổ không thể vô duyên vô cớ mà chọc đến mao sơn tông chắc chắn lão ta làm như vậy là có mục đích riêng ngô cửu âm ở bên cạnh nói lão ta làm vậy chẳng lẽ chỉ để chơi chọc mao sơn tông thôi à chỉ bố trí một nghi trận đơn giản khiến cả mao sơn tông lo lắng thôi ư lê trạch kiếm ở bên cạnh nói mọi người ở đây đang trò chuyện thì đột nhiên một đạo ám khí bay về phía họ phát ra âm thanh xé gió trong nháy mắt đó mọi người đều hoảng sợ đồng loạt rút pháp khí ra dám dùng ám khí ngay trước mặt cửu dương hoa lý bạch vũ hàm tiểu lượng kiếm đúng là đối phương gan tay trời mà rất nhanh các vũ cảm nhận được sự tồn tại của ám khí hắn vừa ngẩng đầu lên đưa tay ra trong lúc ma khí phun ra nuốt vào đã chộp lấy ám khí trong tay Sở dĩ Cát Vũ phóng thích ma khí là vì hắn lo lắng ám khí sẽ có độc, ma khí có thể hóa giải. Nhưng khi Cát Vũ nhìn kỹ hơn ám khí trong tay, hắn thấy đó là một thanh liễu diệp phi đao, trong đó có cắm một tờ giấy. Cát Vũ không kịp đọc tờ giấy, vội nhìn về hướng ám khí bay ra, chỉ thấy phía trên một gốc cây đại thụ có một cô bé đang nằm bò trên đó. Nhưng cô bé này không còn nhỏ nữa, trông đã hơn 10 tuổi, mặc một bộ đồ đen. Chỉ cần liếc nhìn cát vũ đã nhận ra cô bé này chính là tiểu sư muội chu chỉ nhi của mình vào thời điểm ám khí bay tới gần như tất cả những người khác đều đồng loạt ra tay chạy như bay về phía ám khí đánh tới không cần đuổi theo là sư muội của ta cát vũ gọi khi cát vũ nói những lời này cô bé nằm trên gốc cây đại thụ bèn làm mặt quỷ với cát vũ sau đó cơ thể mềm mại của nó nhanh chóng di chuyển giữa những tán cây trong núi trong thời gian ngắn đã biến mất không còn dấu vết con nhóc này lớn nhanh vậy rồi à? Hắc tiểu sắc nhìn bóng dáng xa dần của Chu Chỉ Nhi, thấp giọng nói. Hắc tiểu sắc đột nhiên phát hiện, mỗi lần nhìn thấy Chu Chỉ Nhi, cô bé đều khác trước rất nhiều, không biết có phải vì cô bé đã lớn hơn rồi hay không. Lúc này mọi người đều vây quanh Cát Vũ, muốn xem Chu Chỉ Nhi đã gửi thông tin gì cho hắn. Mỗi lần Chu Chỉ Nhi xuất hiện, nhất định huyết linh lão tổ sẽ có động thái lớn. Cát Vũ đã cất liễu diệp phi đao đi, mở mảnh giấy nhỏ ra. Chữ viết rất duyên dáng, nhìn thấy chữ này khiến Cát Vũ nhớ đến lần đầu tiên gặp Chu Chỉ Nhi, khi đó cô bé đang một mình ghé vào vòng hoa làm bài tập, nét chữ rất đẹp. Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, ngay cả đứa trẻ năm đó cũng đã trổ mã thành thành một thiếu nữ. Trên tờ giấy viết rất đơn giản, Trung Nam Sơn gặp nạn, mau đi đi. Mọi người nhìn kỹ tờ giấy, ai nấy đều tỏ vẻ khó hiểu. Không phải huyết linh lão tổ chỉ gây bất lợi cho Mao Sơn phái thôi sao? tại sao trung nam sơn cũng xảy ra chuyện rồi sau khi lý bán tiên đọc những lời này đột nhiên vỗ đầu nói ôi không hay rồi ta biết tại sao huyết linh lão tổ lại bố trí nghi trận này rồi lão ta đang dương đông kích tây cố ý dẫn dụ mọi người đến nơi này còn bọn chúng lại đến trung nam sơn gây chuyện một lời này đã thức tỉnh mọi người trong mộng mọi người chợt nhận ra hai ngày nay mọi người giống như đang lâm đại địch dù là bên phía Thiệu Thiên hay Mao Sơn Tông đều biết được chuyện huyết linh lão tổ sẽ đối phó với Mao Sơn Tông. Mà đây chỉ là tin tức giả, thật ra huyết linh lão tổ muốn đối phó với Trung Nam Sơn mà thôi. Cát Vũ thu tờ giấy lại, nhìn mọi người nói, bao nhiêu năm qua Trung Nam Sơn vẫn không có động tĩnh gì, tại sao huyết linh lão tổ lại muốn tấn công nơi đó? Rất đơn giản, bởi vì Trung Nam Sơn chính là tông môn cao nhất ở Hoa Hạ, nếu như bị công phá sẽ có ý nghĩa rất lớn lao, trên giang hồ sẽ gặp nguy hiểm, tất nhiên mọi người sẽ thấy bất an. Bao nhiêu năm qua, Trung Nam Sơn vẫn luôn khiêm tốn hạ mình, có lẽ huyết linh lão tổ cảm thấy người thật thà dễ bị bắt nạt, trước hết cứ nhặt quả hồng mềm Trung Nam Sơn mà bóp trước đã. Lần trước, nếu không nhờ Thiệu Thiên dẫn các cao thủ đến, còn có chúng ta ra mặt thì có lẽ Ngũ Đài Sơn đã bị huyết linh lão tổ công phá rồi. Nếu lần này chúng ta không tham dự, mà đám người Thiệu Thiên lại bị tin tức giả che mắt, e là Trung Nam Sơn sẽ bị công phá ngay, Ngô Cửu âm trầm giọng nói. Vậy còn thất thần ra đó làm gì, Rồi chúng ta sẽ lập tức đến ngũ Đài Sơn, nói không chừng còn kịp đấy, hắc tiểu sắc thúc giục. Họ đang nói thì Long Hoa trưởng giáo dẫn theo một nhóm trưởng lão đi tới, nhìn thấy Lý Bán Tiên ở đây bèn hỏi, thế nào, có phát hiện gì không? Trưởng giáo sư Huynh, nơi huyết linh lão tổ muốn đối phó không phải là Mao Sơn Tông mà là Trung Nam Sơn, ta vừa mới nhận được tin tức, Cát Vũ trầm giọng nói: "Cái gì? Bọn chúng muốn đối phó với Trung Nam Sơn ư? Ta sẽ liên lạc với Hư Vân trưởng giáo của Trung Nam Sơn, hỏi tình hình bên đó thế nào." Long Hoa trưởng giáo nói xong, lập tức đốt một lá bùa truyền âm: "Ta là Long Hoa trưởng giáo của Mao Sơn Tông, Hư Vân trưởng giáo, huyết linh lão tổ có tấn công sơn phủ không?" Đợi một lúc, cho đến khi lá bùa truyền âm cháy hết, vẫn không có phản hồi gì. Mọi người thấy vậy thì thay đổi sắc mặt. Long Hoa trưởng giáo nghiêm túc nói, Trung Nam Sơn có quan hệ mật thiết với Mao Sơn Tông bọn ta, nếu họ bị diệt thì Mao Sơn Tông ta cũng sẽ nguy hiểm. Đi thôi, bần đạo dẫn một nhóm cao thủ qua đó giúp họ. Cát Vũ lại nói, trưởng giáo sư Huynh, bây giờ tình hình vẫn chưa rõ ràng, tốt nhất bên phía Mao Sơn Tông không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu Huynh dẫn người đi, lỡ huyết linh lão tổ không muốn đối phó với Trung Nam Sơn mà lại chạy đến Mao Sơn Tông thảm sát, chẳng phải bên này sẽ chống trơn, rất dễ dàng bị công phá ư. Hư vân trưởng giáo vẫn chưa đáp lại, chẳng lẽ ta lại mặc kệ ư, Long Hoa trưởng giáo lo lắng nói. Trưởng giáo sư Huynh, chuyện trợ giúp Trung Nam Sơn đã có bọn ta đảm nhiệm, ngài vẫn nên ở lại đây tọa chấn đại bản doanh. Dù thế nào đi nữa, Mao Sơn Tông không thể gặp chuyện không may được, bởi vì chúng ta là bộ mặt của đạo môn lớn nhất hoa hạ, Cát vũ nghiêm mặt nói. Thôi được, các ngươi mau qua đó xem tình hình thế nào, nếu có vấn đề gì thì dùng bùa truyền âm báo cho ta biết, Long Hoa trưởng giáo nói. Tiếp theo, mọi người không dám trì hoãn, vội vàng xuống núi, còn Long Hoa trưởng giáo dẫn mọi người về động tiên, bố trí lại pháp trận lần nữa, canh phòng nghiêm ngặt. Họ vừa xuống núi không bao lâu, điện thoại di động của các vũ chợt gieo vang, hắn cầm lên xem, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì cuộc gọi này là của Thiệu Tiểu Long. Lúc Thiệu Tiểu Long được giao đến tay Thiệu Thiên, hắn ta vẫn còn bị chúng tuyệt mệnh huyết dáng, không thể phá giải, sao lúc này lại gọi điện thoại cho hắn được. Điều này chứng tỏ tuyệt mệnh huyết dáng trên người thiệu tiểu long đã được hóa giải. Nhưng Cộng Hòa sừng sốt một lát, Cát Vũ lập tức nghe điện thoại, giọng nói của thiệu tiểu long rất nhanh đã truyền tới. Tiểu Vũ, thật sự rất cảm tạ ngươi, ta cứ tưởng mình đã bỏ mạng tại Myanmar rồi, không ngờ vẫn còn về được, là ngươi đã cứu mạng ta. Thiệu Tiểu Long ở bên kia cứ thao thao bất tuyệt, Nói một chàng những lời cảm tạ. Nhưng lúc này các vũ đang vội, không có thời gian nói những chuyện này với hắn ta. Vì vậy hắn nói thẳng, Tiểu Long, chuyện này để sau hãy nói đi. Bên chỗ bọn ta đang gặp rắc rối, có thể huyết linh lão tổ đang vây công Trung Nam Sơn. Ngươi giúp ta thông báo với ông cụ nhà ngươi một tiếng, kêu ông ấy dẫn cao thủ đến Trung Nam Sơn trợ giúp. Cái gì? Huyết linh tổ bị chúng ta gì mà lại muốn đến Trung Nam Sơn gây sự? Ngươi nhận được tin tức từ đâu thế? Thiệu Tiểu Long hỏi. Ngươi không cần biết ta nhận được tin này từ đâu, chỉ cần nói với ông nội ngươi là được rồi, Cát Vũ nói rồi cúp điện thoại. Lúc này, Bạch Triển đã dùng điện thoại di động giúp mọi người đặt vé đến sân bay gần Trung Nam Sơn. Cát Vũ, Trung Cẩm Lượng và Ngô Cửu Âm, mỗi người mang theo vài người, kích hoạt thủ đoạn tương tự như thuật địa độn, rất nhanh đã đi bến bên đại lộ, cản mấy chiếc xe lại chạy thẳng về phía sân bay. Họ vội vã lên đường, khi xuống máy bay và bắt xe đến khu vực lân cận trung nam sơn thì trời đã tối lúc này phong cảnh trung nam sơn rất đẹp nhìn từ xa mây trắng lượn lờ bao quanh những ngọn núi tạo nên một khung cảnh đẹp như cổ tích thỉnh thoảng còn nhìn thấy rất nhiều khách du lịch ra vào mọi người vẫn theo quy tắc cũ đi vòng ra phía sau ngọn núi đây là lần đầu tiên họ đến trung nam sơn ngay cả đám người ngô cửu âm cũng chưa từng đến đây nhưng khi lý bán tiên đi vòng qua sau núi y phát hiện ở đây không có bóng dáng của sơn môn đại trận gì. Hơn nữa, phía sau núi rất yên tĩnh, dường như không có bất kỳ dấu vết tổn hại nào. Mọi người lập tức bối rối, hắc tiểu sắc nói với cát vũ, tiểu vũ, sư muội của ngươi đang đùa giỡn với ngươi có phải không? Sự thật là huyết linh lão tổ không hề đến Trung Nam Sơn phải không? Không thể nào, mỗi lần chu chỉ nhi truyền tin cho ta đều hoàn toàn chính xác. Nhưng ta không biết sơn môn đại trận của Trung Nam Sơn này ở chỗ nào, nơi này không có khí tức của pháp trận lý bán tiên nói các vũ cũng buồn bực lúc này điện thoại của hắn lại vang lên hai tin nhắn hắn mở ra xem thì thấy đó là số lạ đọc kỹ mới biết đó là do đệ tử của long hoa trưởng giáo gửi đến tin nhắn nói rằng sơn môn đại trận của trung nam sơn không nằm ở phía sau núi mà nằm ở động băng phía tây gần phong động của hồ thái ất hơn nữa sơn môn đại trận của trung nam sơn không có cửa ra vào long hoa trưởng giáo chỉ biết có một lối đi này Lần cuối cùng lão đến Trung Nam Sơn đã cách đây 20 năm, phải có người người Trung Nam Sơn dẫn vào mới đi được. Mọi người tìm nửa ngày, hóa ra nơi đây không có lối vào. Mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc di chuyển đến gần Hồ Thái Ất. Hồ Thái Ất nằm trên núi, theo truyền thuyết là do một trận động đất vào thời thiên bảo của nhà đường, được bao quanh bởi các đỉnh núi, dập dờn bồng bình, phong cảnh tuyệt đẹp. Phong động phía tây của Hồ Thái Ất được tạo thành từ hai khối đá hoa cương, trong động gió mát rượi, phía bắc của phong động còn có một động băng. Nhưng động băng đã đóng cửa và cấm du khách vào. Lý Bán Tiên đứng ở gần động băng, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận, sau đó gật đầu với mọi người nói, đúng vậy, nơi này quả nhiên có khí tức của viễn cổ đại trận, rất mạnh, ngay gần động băng kia. Đi thôi, ngô cửu âm gọi, trong nháy mắt đã đi tới cửa hang động băng. Mọi người nhanh chóng đi theo. Trong động băng, gió lạnh bút giá, vẫn còn rất nhiều khối băng bây giờ đang là giữa hè trong động băng này và bên ngoài giống như là hai thế giới khác nhau mọi người đi về phía động băng trời tối như mực chắc chắn không có ai đến đón họ vừa đi ngô cửu âm vừa nói với lý bán tiên lão lý ngươi có thể dẫn bọn ta đi vào sơn môn đại trận của trung nam sơn không nếu huyết linh lão tổ đã mang người tiến vào vậy có nghĩa là một bộ phận của sơn môn đại trận đã bị phá hủy với tình hình như thế ta dẫn các ngươi vào cũng không có gì khó khăn cả Lý Bán Tiên đang nói, chờ dừng lại, quay người nhìn về phía vách hang động bên cạnh, nói với mọi người, đây là cửa vào. Nói xong, Lý Bán Tiên trực tiếp kích hoạt tiên thiên quyết, bắt đầu lẩm nhẩm, hai tay không ngừng kết các loại pháp quyết cổ quái, động tác thuần thục. Ước chừng mấy phút sau, trên bức tường đá trơ trụi trước đó đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng vàng, ánh sáng càng lúc càng lớn, tỏa ra xung quanh, hóa ra có hình dạng một cánh cổng lý bán tiên dùng hai tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra vốn dĩ mọi người đều cho rằng muốn mở được sơn môn đại trận của trung nam phải tốn rất nhiều công sức chắc chắn nơi đây phải có pháp trận viễn cổ ngay cả lý bán tiên cũng không thể mở ra dễ dàng nhưng chỉ mất vài phút lý bán tiên đã mở được sơn môn đại trận kia đúng như lý bán tiên dự đoán sơn môn đại trận của trung nam sơn đã bị hư hại nghiêm trọng lý bán tiên dẫn đầu mọi người đi theo lúc này ai nấy đều cảnh giác và lấy pháp khí trên người ra. Giống như hầu hết các pháp trận viễn cổ khác, ngay khi bạn bước vào cánh cửa vàng kia, trước mắt chỉ là sương mù trắng xóa. Mặc dù một phần của pháp trận đã bị phá hủy nhưng nó vẫn tiếp tục hoạt động và gây ra lực sát thương cực lớn. Lý Bán Tiên đang đi phía trước, vừa đi vừa vận chuyển tiên thiên đồ, mọi người chỉ có thể đi theo dấu chân của y, nếu đi nhầm một bước là có thể sẽ bị táng thân ngay bên trong pháp trận. Sau khi mọi người đi về phía trước hơn 10 phút mới chính thức tiến vào bên trong động tiên của Trung Nam Sơn. Sau khi thoát khỏi pháp trận đầy sương mù kia, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. May mà có Lý Bán Tiên đi theo, nếu không sẽ không có ai đủ can đảm để đột nhập vào pháp trận viễn cổ này. Không chỉ Trung Nam Sơn mà bất kỳ một động tiên nào cũng vô cùng hung hiểm. Bây giờ Lý Bán Tiên đã sửa chữa các trận pháp viễn cổ cho các đại tông môn, cho nên hiểu rõ kết cấu của các đại pháp trận này. Trung Nam Sơn chính là phúc địa thứ nhất bên trong 36 động tiên 72 phúc địa. Vì vậy, ở Trung Nam Sơn có rất nhiều người đến tu luyện, không chỉ có các lão đạo sĩ của toàn chân giáo mà còn có các tu hành giả khác. Nhưng không phải người tu hành nào cũng có tư cách tu hành bên trong động tiên, ở ngoài sơn môn còn có rất nhiều tán tu và các cao thủ ẩn thân thân ở những nơi bí mật xung quanh Trung Nam Sơn. Chỉ có những đạo trưởng sau cảnh giới tam tiền mới có tư cách tu hành bên trong động tiên của Trung Nam Sơn. Mà bên trong động tiên, ngoài toàn chân giáo của Trung Nam Sơn còn có các loại chùa triền và đạo quán. Có ít nhất 50 ngôi chùa và 72 đàn tràng. Toàn chân giáo cũng không một mình chiếm cứ động tiên này. Từ xưa đến nay, còn có rất nhiều tiểu tông môn tu hành, chẳng qua Trung Nam Sơn toàn chân giáo là một tông môn lớn nhất mà thôi. Sau khi rời khỏi động tiên, mọi người đi về một tòa nhà ở phía xa. Trời vẫn chưa tối hẳn, phía trước thấp thoáng có vài ngôi chùa. Bây giờ không ai biết chuyện gì đã xảy ra nên họ chỉ có thể tìm người hỏi trước. Bọn họ đi đến một ngôi chùa ở gần đây nhất. Mọi người di chuyển rất nhanh, 10 phút sau họ đã đến một ngôi chùa tên là Chùa Thánh Thọ. Vừa đến gần cửa, mọi người đều có dự cảm chẳng lành. Bởi vì mọi người đều ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra từ trong chùa. Sắc mặt của ngô cửu âm rất nghiêm trọng, cùng các vũ nhìn nhau rồi họ đi thẳng vào trong ngôi chùa. Vừa vào sân trước, bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, phần lớn đều là đại hòa thượng của chùa Thánh Thọ, trong đó có cả mấy thi thể của đám người huyết linh giáo. Vết máu trên mặt đất đã đông lại, hiển nhiên kẻ gây án đã bỏ đi từ lâu. Các vũ cẩn thận kiểm tra các thi thể, các đại hòa thượng có tu vi thấp đều bị loạn đao chém chết. Còn các đại hòa thượng có tu vi ở phía trên chân nhân cảnh lại có kết cục thảm hơn, bọn họ chỉ còn da bọc xương, các mạch máu và lượng nước trên người đều bị hút cạn. Thoạt nhìn, tình huống này là do thủ đoạn huyết luyện thánh công do huyết linh lão tổ gây nên. Để nâng cao tu vi của bản thân, chỉ cần thấy bất cứ tu hành giả nào có tu vi hơi cao một chút là huyết linh lão tổ sẽ cắn nuốt ngay. Vừa nhìn thấy những thi thể này, mọi người đều có thể nắm được một tin tức vô cùng quan trọng, đó là huyết linh lão tổ đã nhắm ngay Trung Nam Sơn, hơn nữa bản thân lão ta cũng đã đến đây. Hay cho kế dương đông kích Tây, giả bộ phao tin sẽ tấn công Mao Sơn Tông, còn bày ra nghi trận kia và cử cao thủ đến quấy rối Mao Sơn Tông, còn huyết linh lão tổ đến đây vây công Trung Nam Sơn. Với thực lực của huyết linh lão tổ, đương nhiên cả Trung Nam Sơn không thể chống lại. Lần này huyết linh lão tổ xuất hiện, nhất định có một đại ma đầu đi cùng. Trong thời gian mọi người ở Nhật Bản, huyết linh lão tổ đã tấn công vài ngôi chùa, thậm chí còn chạy tới Đông Nam Á chiếm được không ít xá lợi. Với những xá lợi đó đủ để cho lão ta triệu hồi mấy con ma đầu rồi hãy nghĩ đến đám ma vật mạnh mẽ mà mình không thể chiến thắng mọi người đều cảm thấy trong lòng nặng trĩu lần này không biết huyết linh lão tổ đã gọi một ma vật cường hãn nào đến đây có vẻ như mỗi lần huyết linh lão tổ gọi ma vật ra những con sau đều mạnh hơn con trước mọi người đi vòng quanh ngôi chùa có lẽ các đại hòa thượng này là những người bị tấn công đầu tiên không ai sống sót cả nhưng khi mọi người chuẩn bị rời đi một lão quỷ được cắt vũ thả ra đột nhiên nói Tiểu Vũ, phía sau tượng Phật có người. Nghe vậy, Cát Vũ sừng sốt một lúc, nhanh chóng đi đến phía sau một bức tượng Phật trong chính điện, gõ vào tượng Phật và phát hiện ra rằng nó rỗng ruột. Ra đây đi, chúng ta tới hỗ trợ Trung Nam Sơn, Cát Vũ khách khí nói. Nhưng bên trong không đáp lại, Cát Vũ cũng không lãng phí thời gian, trưởng thẳng vào phía sau tượng Phật, làm nó lủng một lỗ. Sau khi mở cánh cửa bí mật ra, hắn nhìn thấy một tiểu hòa thượng chưa đầy 10 tuổi đang co do trong đó, run rẩy, nước mắt lưng tròng. Tiểu sư phụ, đi ra đi, chúng ta không phải người xấu, Cát Vũ khẽ nói. Tiểu hòa thượng rụt xe ngẩng đầu liếc nhìn Cát Vũ, thấy hắn có vẻ hòa nhã nên mới bỏ ra ngoài. Vừa bước ra, tiểu hòa thượng đã òa khóc, trông rất thương tâm. Mọi người nhìn thấy tiểu hòa thượng như vậy cũng cảm thấy xót xa, e là cả ngôi chùa này cũng chỉ còn một mình cậu bé sống sót. Sau khi tiểu hòa thượng khóc một hồi, Cát Vũ mới hỏi sự tình. Tiểu hòa thượng nói không biết chuyện gì xảy ra, bất ngờ có một đám người xông vào trong chùa, thấy ai là giết người đó. Trong chùa của bọn họ chỉ có khoảng 50 người, không thể ngăn cản được. Khi đó, tiểu hòa thượng đang tụng kinh với sư phụ trong chùa, sư phụ của cậu là thiền sư Vân Môn nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài bèn giấu cậu vào trong tượng Phật, dặn dù có nghe được động tĩnh gì cũng không được ra ngoài. Trước khi tiểu hòa thượng bước vào trong cánh cửa bí mật kia, cậu đã nhìn thấy một đám người giết đến cửa rồi sau đó tiểu hòa thượng tìm thấy thi thể của thiền sư vân môn trong tránh điện và ôm thi thể khóc lóc thảm thiết vừa nhìn là biết thiền sư vân môn bị huyết linh lão tổ giết chết trên người chỉ còn da bọc xương nhìn thấy rõ cả những mạch máu trên lớp da khô đó trông rất đáng sợ nhìn vị tiểu hòa thượng này có thiên tư không tồi nhưng cả ngôi chùa này chỉ còn một mình cậu sống sót đây cũng là nén hương duy nhất mà thiền sư vân môn để lại trong ngôi chùa này mọi người không thể để vị tiểu hòa thượng ở đây một mình được nên mang theo cậu tiếp tục đi ra ngoài phía trước còn có vài ngôi chùa mọi người lần lượt đi kiểm tra mỗi lần họ vào một ngôi chùa tình trạng đều tương tự máu và thi thể phủ đầy mặt đất nhưng có lẽ những ngôi chùa sau đã nghe được động tĩnh có một bộ phận chạy thoát được nên thi thể cũng ít hơn rất nhiều cho đến ngôi chùa cuối cùng họ nhìn thấy không có thi thể nào cả nhưng bên trong ngôi chùa cũng không có ai cả toàn chân giáo giáo trung nam sơn vẫn còn ở rất xa mọi người không đến xem xét các ngôi chùa và đạo quán nữa nhìn thấy khiến trong lòng họ càng khó chịu hơn có lẽ lần này huyết linh lão tổ đã dốc hết toàn lực để tấn công trung nam sơn nơi nào chúng đi qua đều có tiếng kêu than dậy khắp trời máu chảy thành sông tai họa này có sức tàn phá mạnh hơn nhiều so với bạch di lặc tàn phá năm đó Mọi người bước nhanh hơn và chẳng mấy chốc đã nhìn thấy phần sâu nhất của Trung Nam Sơn với nhiều tòa nhà xếp thành hàng giữa làn sương trắng. Nơi đó chính là đàn tràng của toàn chân giáo. Cách đó không xa có tiếng sấm rền loáng thoáng vang lên. Ngay lúc mọi người chuẩn bị đi qua, Lý Bán Tiên chợt nói: Không đúng, kế hoạch cẩn thận hoàn hảo đến mức người thường không thể nghĩ ra. Ta nhớ lần trước ở Ngũ Đài Sơn, các vũ đã giết chết giáo sư Lưu, bị chém đứt một cánh tay chẳng lẽ là giáo sư Lưu vẫn chưa chết à? Vừa dứt lời, trong lòng mọi người đều run lên. Vụ việc lớn lần này rất giống phong cách của giáo sư Lưu, tên này rất tinh danh gian ác, chính là vấn đề khiến mọi người đau đầu nhất. Lần trước Cát Vũ đã dốc hết toàn lực mới giết được ông ta. Tuy nhiên, Cát Vũ không chắc chắn rằng giáo sư Lưu đã chết, khi Cát Vũ chuẩn bị bổ đao xuống thì huyết linh lão tổ đã xuất hiện cản Cát Vũ lại sau đó không biết lão ta đã dùng cách gì mà biến giáo sư lưu thành một màn xương máu không thấy bóng dáng đâu nữa việc giáo sư lưu được cứu không phải là không thể mọi người bước nhanh hơn về phía đàn tràng của toàn chân giáo xung quanh đều có thảm thực vật dày đặc mọi người giấu vị tiểu hòa thượng vào một bụi cỏ rồi quan sát động tĩnh chỉ thấy nơi cách họ vài trăm mét có một đám người đông nghỉ nghịt điều đầu tiên đập vào mắt bọn họ chính là một vật mà rất quen thuộc chính là mộng hồi kiệu mà trước kia Bạch Di Lạc đã bỏ lại, xung quanh kiệu có rất nhiều người, có vài bóng dáng rất quen thuộc. Cát Vũ nhìn thấy huyết linh lão mẫu, hầu yêu ngàn năm, thỏ yêu ngàn năm này nọ, nhưng lại không nhìn thấy huyết linh lão tổ tiên và giáo sư lưu đầu. Lý bán tiên nhìn chầm chầm vào làn xương trắng trước mặt, một lúc sau mới nói với mọi người, toàn chân giáo không hổ là đại tông môn ngàn năm tuổi, trong động tiên còn có một pháp trận bảo vệ. Bình thường pháp trận này sẽ không phát huy tác dụng gì, nhưng một khi gặp nguy hiểm sẽ kích hoạt, khu vực xung quanh là bất khả xâm phạm, muốn đột nhập cũng không dễ dàng gì. Ý của ngươi là, hiện tại người của Toàn Chân giáo đều bình an vô sự, vẫn chưa bị người của Huyết Linh lão tổ uy hiếp ư?" Bạch Triển nói. "Trước mắt, pháp trận này vẫn chưa bị mở ra." Lý Bán Tiên nói. "Vậy tại sao trước đó Long Hoa sư huynh của ta gửi bùa truyền âm cho Hư Vân trưởng giáo lại không ai trả lời?" Cát Vũ nói. "Huyết Linh lão tổ tấn công" Toàn bộ Trung Nam Sơn đều rất loạn, Hư Vân trưởng giáo là người bận rộn nhất, có lẽ không có thời gian đáp lại, Lý Bán Tiền nói, "Tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào đây? Có nên xông tới liều mạng với bọn chúng không?" Hắc Tiểu Sắc nói. "Đừng kích động, trước tiên chúng ta cứ quan sát đã. Các ngươi đoán xem người ngồi trong kiệu mộng hồi kia là ai?" Ngô Cửu Âm hỏi. "Nhất định là một ma vật, ta đã cảm nhận được khí tức của ma vật." Cát Vũ nói. "Trên đường đi." Tuy rằng mọi người đã nhìn thấy rất nhiều thi thể, nhưng không có ai chết dưới tay ma vật, xem ra quái vật này rất kiêu ngạo, chưa đến phút chót thì không thèm ra tay. Nhìn xem, kẻ đó có phải là cao thủ đã xuất hiện ở ngoài pháp trận của Mao Sơn Tông không? Cát Vũ chỉ vào một người mặc áo choàng đen nói: "Chắc là tên này, không ngờ tốc độ của gã lại nhanh hơn cả chúng ta, tới được đây trước." Ngô Cửu Âm nhìn gã đàn ông nói: "Tên đó chịu trách nhiệm gây rối trong Mao Sơn Tông." Có lẽ là do huyết linh lão tổ dẫn người đến tấn công toàn chân giáo đã gặp trở ngại nên mới gọi gã đến đây để phá trận, Cát Vũ nói. Lúc này, cao thủ pháp trận kia mang theo mười mấy người đang bận việc trước hộ sơn đại trận của toàn chân giáo. Ngoại trừ làn xương trắng xóa, toàn bộ toàn chân giáo được bao quanh bởi một lớp ánh sáng vàng, giống như một cái vạc úp ngược, bao trùm toàn bộ Trung Nam Sơn trong đó. Dưới sự tấn công liên tục của cao thủ pháp trận, ánh sáng vàng bảo vệ sơn môn đại trận kia không ngừng mờ đi, nhưng một lát sau, nó lại sáng lên. Lý Bán Tiên giải thích với mọi người, đám cao thủ bên phía huyết linh lão tổ muốn phá vỡ pháp trận của toàn chân giáo nhưng người bên trong đó vẫn duy trì pháp trận. Hai bên cân tài cân sức, trước mắt pháp trận này không có vấn đề gì. Hư vân trưởng giáo vẫn rất sáng suốt, không mở hộ sơn đại trận ra chiến đấu với huyết linh lão tổ, nếu như vậy, chẳng khác nào lấy trứng trọi đá cũng không phải người của họ không địch lại bọn chúng nhưng cứ như vậy thì toàn chân giáo sẽ tổn thất rất nghiêm trọng hơn nữa có lẽ những tu hành giả ở đây may mắn thoát chết đều ở trong toàn chân giáo cả ngô cửu âm phân tích một lúc sau cao thủ pháp trận kia bước tới bên cạnh mộng hồi kiệu chắp tay cung kính nói gì đó với kẻ bên trong khoảng cách quá xa không ai có thể nghe thấy gã ta đang nói gì nhưng thính giác của ngô cửu âm là lợi hại nhất y nhỏ giọng nói với mọi người Gã ta nói không thể phá trận của toàn chân giáo, muốn mời ma tôn ra tay. Mẹ kiếp, đúng là có ma vật thật, hắc tiểu sắc kích động nói. Ngay sau đó, kiệu cũng không mở ra, mà manh kiệu chỉ nhẹ nhàng bay lên, một luồng khí tức màu đen từ trong kiệu bay ra, lập tức đâm về phía hộ sơn đại của toàn chân giáo. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng ầm lớn bên tai, đất trời rung chuyển dữ dội. Khi mọi người nhìn lại pháp trận bảo vệ thì thấy bốn phía đã có vô số vết nứt cao thủ pháp trận bên cạnh huyết linh lão tổ cũng không thể phá vỡ được pháp trận của toàn chân giáo. Thế mà ma vật kia vừa ra tay đã đánh cho pháp trận bị nứt, bầu trời rung chuyển. Chỉ trong chốc lát, mọi người đều cảm nhận được sức mạnh của con ma vật này, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Nhìn thấy cảnh này, hắc tiểu sắc không sốt ruột nói, ta thấy ma vật lần này được huyết linh lão tổ mời ra còn lợi hại hơn còn trước rất nhiều. Lần này xem ra Trung Nam Sơn không thể chống đỡ được nữa, có cần gọi hoàng diệp đạo nhân đến đây chúng ta cùng nhau đối phó không như vậy có lẽ còn có cơ hội thắng ngô cửu âm nói chúng ta cứ làm phiền ông cụ mãi thật chẳng hay ho gì trước đó hoàng diệp đạo nhân cũng chỉ nói giúp ta ba lần đây là lần cuối cùng rồi có phải quá lãng phí không lửa đã cháy tới nơi rồi còn nghĩ nhiều như thế làm gì chẳng phải hoàng diệp đạo nhân nói ba lần sau sẽ giúp ta hay sao lý bán tiền nói ngô cửu âm gật đầu lui ra ngoài, chạy ra xa, đốt một lá bùa truyền âm cho Hoàng Diệp đạo nhân, sau đó nhanh chóng quay về. Ma vật trong mộng hồi kiệu có đạo hạnh rất cao, chắc chắn sẽ cảm nhận được khí chàng dao động. Cho nên Ngô Cửu Âm mới chạy ra xa để đốt lá bùa truyền âm. Bây giờ không phải là lúc để lộ hành tung của họ. Rất nhanh, Ngô Cửu Âm đã quay lại. Đúng lúc này, ma vật trong mộng hồi kiệu lại đánh một trưởng vào hộ sơn đại trận của toàn chân giáo một trưởng này vừa đánh tới hộ sơn đại trận lại xuất hiện thêm nhiều vết nứt có cảm giác như nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào mọi người nhìn thấy cảnh này lập tức căng thẳng xem ra hộ sơn đại trận không thể chống đỡ được nữa họ vừa nghĩ đến đây bên phía mộng hồi kiệu lại đánh ra một trường sau khi trưởng thứ ba đánh tới rốt cuộc hộ sơn đại trận không thể chống đỡ được nữa lập tức sụp đổ hóa thành vô số hư ảnh cuối cùng biến mất vào hư vô ngay khi hộ sơn đại trận bị phá vỡ, màn sương mù xung quanh cũng tan đi. Tất cả các đình chùa, lầu các ở phía xa đều hiện ra trước mặt. Giết cho ta! Có người của huyết linh giáo hét lên. Hàng trăm người xông thẳng về phía toàn chân giáo. Cũng có người còn nâng kiệu lên, theo đoàn người lao vào bên trong. Ngô Cửu Âm, Cát Vũ và những người khác đợi một lúc cho đến khi những kẻ đó đi xa hơn, rồi thận trọng đi theo chúng. Hắc Tiểu Sắc vừa đi vừa nói hộ sơn đại trận của toàn chân giáo đã bị phá tất cả mọi người đều ở bên trong một khi ma vật ra tay có lẽ họ không thể ngăn cản được chúng ta cũng liều mạng với chúng thôi đừng có gấp cứ xem tình hình đã rồi nói sau cao thủ của toàn chân giáo rất nhiều cho dù bọn chúng có tấn công thì cũng không thể thắng ngay được chờ hoàng diệp đạo nhân đến đã rồi hãy nói lúc này chúng ta đi lên e là cũng chẳng giúp được gì nhiều lý bán tiên nói lúc họ đang nói hầu hết đám người đi huyết linh lão tổ đã tiến vào lãnh địa của toàn chân giáo phía trước là đại điện phía dưới đại điện có hàng trăm bậc thang ở lối vào đại điện một nhóm lão đạo đang đứng cùng với đó là hàng trăm đại hòa thượng dưới bậc thang là một nhóm người của huyết linh giáo hai bên đang rằng co với nhau lúc này một người từ trong huyết linh giáo bước ra đó chính là huyết linh lão tổ trưởng giáo của toàn chân giáo các ngươi đâu kêu hắn ra đây nói chuyện với lão phu Huyết linh lão tổ vô cùng đắc ý, nheo mắt lại nhìn đám người bên ngoài đại điện. Cát vũ, ngô cửu âm và những người khác cách đó không xa đã tìm thấy một sơn thạch lớn để che giấu thần hành của họ. Từ xa, họ đều nhìn thấy hết mọi thứ. Không lâu sau, trong đám lão đạo có một ông già râu tóc bạc phơ đứng dậy, lão đạo này đã ngoài 80 tuổi, cùng lứa tuổi với Long Hoa trưởng giáo. Lão đạo cầm phất trần trong tay, khoác lên vai, sắc mặt âm trầm, sau khi đứng dậy thì nhìn về phía huyết linh lão tổ. Âm u nói, bần đạo lại hư vân, trưởng giáo của toàn chân phái, tà giáo yêu nhân ngươi đây muốn nói gì? Huyết linh lão tổ cười lớn nói, hư vân, ngươi cũng thấy rồi đấy, hôm nay lão tổ ta dẫn người tấn công núi, vận số của Trung Nam Sơn đã tận. Không thể ngăn cản nổi người ngựa của lão phu, ta thấy các ngươi có làm gì cũng vô dụng, mau giơ tay chịu trói đi, nói không chừng lão phu sẽ tha cho mạng chó của các ngươi. A-di-đà Phật, huyết linh tổ, trung nam sơn ta và huyết linh giáo không thủ không oán. Tại sao hôm nay ngươi lại đến đây đại khai sát giới hả? Một đại hòa thượng nói. Lão phu giết người còn cần lý do à? Cả giới tu hành hoa hạ đều phải thần phục huyết linh lão tổ ta. Nếu các ngươi đầu hàng thì theo ta, làm cho săn giới môn hạ của lão phu. Nếu chống cự thì giết sạch không tha, huyết linh lão tổ nói. Huyết linh lão tổ, muốn bọn ta đầu hàng à? Không có cửa đâu. Ngươi chỉ có một con đường, đó là bước qua xác của bọn ta mà đi một đạo sĩ trẻ tuổi tức giận nói bước qua xác của các ngươi rất đơn giản lão phu một đường đi tới bước qua thi thể còn ít hay sao lần này mục đích của ta tới đây cũng vậy các ngươi ngoan ngoãn còn có thể giữ lại một mạng nếu không nghe lời các ngươi chỉ có một con đường chết trưởng giáo sư huynh đừng nhiều lời với đám tà giáo yêu ma này nữa cứ ra tay luôn đi trung nam sơn toàn chân giáo ta là tông môn mấy ngàn năm nay có trận trượng nào mà chưa từng thấy, há lại sợ Huyết Linh lão tổ ư?" Vừa nói, đã có chín lão đạo đứng dậy, đồng loạt rút kiếm pháp ra, chỉ về phía Huyết Linh lão tổ. Huyết Linh tổ nhìn chín vị lão đạo này, lại cười nói, "Lão phu còn tưởng là ai, khẩu khí lớn thế, hóa ra là Trung Nam cửu tử nổi danh thiên hạ. Nghe nói các ngươi có thể tiếp dẫn chín đạo thiên lôi, uy lực rất lớn, nhưng trong mắt lão phu cũng chỉ như mấy quả pháo nổ mà thôi." có khi còn chẳng bằng mấy quả pháo đó nữa nhiều lắm chỉ là mấy tiếng rắm vang mà thôi vừa nói xong cả đám người phía sau huyết linh lão tổ cười ầm lên ngươi khi người quá đáng mà một lão đạo của trung nam cửu tử đứng dậy chỉ vào huyết linh lão tổ tức giận đến run rẩy được rồi lão phu không thích nói nhảm hiện tại ta cho ngươi thời gian một chén trà để suy nghĩ nếu ngươi muốn sống thì qua bên chỗ bọn ta chắc chắn ta sẽ tha cho các ngươi một mạng nếu không muốn sống thì đứng im đó chờ lão phu đến lấy mạng của các ngươi bắt đầu từ lúc này các ngươi không có nhiều thời gian đâu huyết linh lão tổ chắp tay sau lưng cười tủm tỉm nhìn đám người đứng trên bậc thang mọi người ở trung nam sơn nhìn nhau bối rối bọn họ biết huyết linh lão tổ mạnh đến mức nào nếu lát nữa thật sự ra tay nhất định sẽ là máu chảy thành sông không lâu sau có người thật sự đứng dậy chạy về phía huyết linh lão tổ hơn nữa trong đó còn có một vị đại hòa thượng. Đại hòa thượng cúi đầu, bước ra khỏi một nhóm đại hòa thượng, đi thẳng về phía huyết linh lão tổ. Pháp không, ngươi tại sao lại làm như vậy? Một vị đại hòa thượng không thể tin nói. Đại hòa thượng tên là Pháp không dừng lại một chút, nhìn về phía đám cao tăng ở phía sau, run giọng nói, vô dụng. Những người như chúng ta căn bản không phải là đối thủ của huyết linh lão tổ, đối địch với lão ta chỉ có một con đường chết. Tất cả mọi người ở trong chùa phía trước đều bị giết chết, Bần Tăng cũng chỉ muốn sống sót. Nói xong, Pháp không đi thẳng đến trước mặt huyết linh lão tổ, quỳ xuống bên cạnh lão ta, Bần Tăng Pháp không nguyện ý làm tay sai của tổ. Ha ha ha, được, ngươi có thể sống sót, còn có ai? Huyết linh lão tổ nói, nheo mắt lại nhìn về phía trước. Không ngờ trong đám người ngoài đại điện lần lượt có người đi ra, vậy mà có hơn 20 người cùng lúc đi ra nhưng phần lớn đều là một đám tán tu bình thường đang tu hành ở trung nam sơn các ngươi thật sự là ăn cây táo rào cây sung ngay cả một con chó cũng không bằng trung nam cửu tử chỉ vào đám người này quát lớn những người đó biết mình sai và không phản ứng trưởng giáo hư phong xua tay ngăn cản đám lão đạo phía sau thở dài một tiếng mỗi người đều có tham vọng của riêng mình toàn chân giáo chúng ta sẽ không ép buộc ai cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi còn có ai muốn nương nhờ huyết linh lão tổ bây giờ đi qua đi lời này vừa nói xong đột nhiên thả lỏng trở lại sau đó có một số đệ tử trẻ của toàn chân giáo đi về phía huyết linh lão tổ và quỳ xuống trước mặt bọn chúng hàng niệm ngươi ngươi vậy mà một vị trưởng lão toàn chân giáo chỉ vào đệ tử của mình toàn thân run rẩy vì tức giận sư phụ ta không muốn chết ta còn trẻ như vậy ta muốn sống thực xin lỗi xin hãy để cho ta đi đệ tử toàn chân giáo khóc nức nở nói, "Hư Vân không ngờ được đệ tử của toàn chân giáo vậy mà cũng có người đầu hàng huyết linh lão tổ. Để tồn tại, tất cả sự chính trực và lòng trung thành đã bị lãng quên. Bản chất con người là như vậy, trước sự sống và cái chết, nhiều lời nói hiên ngang lẫm liệt đều vô giá trị." Chỉ trong chốc lát, gần 30 người đã làm phản và quỳ xuống bên cạnh huyết linh lão tổ. Huyết linh lão tổ khinh thường nhìn đám người một cái, sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn đám người ngoài điện lạnh lùng nói còn có ai nữa không lão phu đếm đến ba các ngươi sẽ không có cơ hội ba hai một đếm xong từ ba đến một lại có mười mấy người hoang mang vội vàng chạy tới tổng cộng có hơn bốn mươi người không cần tốn sức lực gì liền đầu quân gia nhập dưới trướng huyết linh lão tổ so với toàn bộ người tu hành trung nam sơn hơn bốn mươi người này không nhiều chỉ riêng toàn chân giáo đã có hàng ngàn đệ tử chưa kể đến hơn năm mươi tông môn phật giáo khác nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy đầu hàng huyết linh lão tổ trong lòng mọi người thực sự nguội lạnh những người này đều là bằng hữu ngày đêm ở bên nhau thậm chí có người còn là sư huynh đệ trong nháy mắt đã trở thành kẻ thù muốn chiến đấu với nhau tốt lắm những người còn lại không có cơ hội bọn họ đều là kẻ thù của lão tổ ta sắc mặt huyết linh lão tổ trở nên nghiêm nghị huyết linh lão tổ để cho lão nạp đến linh giáo thủ đoạn của ngươi vừa dứt lời một đại hòa thượng lông mày màu xám nhảy ra trong tay cầm một cây thiền trượng đi thẳng tới chỗ huyết linh lão tổ phía sau đại đại hòa thượng còn có mấy đại hòa thượng khác cùng đi khóe miệng huyết linh lão tổ hiện lên một nụ cười nham hiểm tới đi khi nói chuyện liền nhìn thấy hai tay của huyết linh lão tổ mở ra toàn thân lão ta đột nhiên tràn ngập huyết khí màu đỏ giữa hai tay có những sợi máu đỏ di chuyển khi đại hòa thượng cầm một cây thiền trượng đánh tới Huyết Linh lão tổ đưa tay ra nắm lấy cây Trượng Thiền vào trong tay. Cát Vũ và đám người Ngô Cửu Âm đang ẩn nấp cách đó không xa nhìn cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy nặng nề. Hắn thật sự không ngờ rằng ở Trung Nam Sơn lại có nhiều kẻ phản bội như vậy. Điều đáng lo ngại hơn nữa là mấy vị đại hòa thượng kia xác định chắc chắn sẽ mất mạng, bởi vì bọn họ không có bất kỳ cao thủ nào địa tiên cảnh nào, bọn họ đều dựa vào một lòng dũng cảm của mình để chiến đấu với Huyết Linh lão tổ mà huyết linh lão tổ đã là cao thủ thượng tiên cảnh vô cùng lợi hại trong khoảng thời gian dài này lão ta đã nuốt chừng tu vi của vô số cao thủ thực lực của lão ta càng ngày càng mạnh mỗi lần nhìn thấy lão ta hắn đều cảm thấy sức mạnh của lão ta tăng lên vài phần sau khi thiền trượng của đại hòa thượng bị huyết linh lão tổ nắm lấy liền thấy những sợi tơ máu đỏ trên tay của huyết linh lão tổ đột nhiên quấn quanh chúng nhẹ nhàng xuôi theo thiền trượng bay về phía đại hòa thượng Đại Hòa Thượng sắc mặt lạnh lùng, hai tay chấn động, Phật Quang bao phủ thân thể, ngăn cản những sợi tơ máu màu đỏ đó. Nhưng huyết linh lão tổ hừ lạnh một tiếng, tay cầm thiền trượng kịch liệt run lên, Đại Hòa Thượng rên lên một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đại Hòa Thượng lùi lại 10 bước, mặt đỏ bừng, một dòng máu chảy ra từ khóe miệng. Chỉ trong một chiêu, liền đả thương Đại Hòa Thượng đó. Ngay sau đó, ba bốn Đại Hòa Thượng khác cùng nhau tấn công về phía huyết linh lão tổ. Nhưng họ chưa kịp chạm tới lão ta, những sợi tơ máu đỏ ngầu trên cơ thể Huyết Linh lão tổ đã trực tiếp quấn quanh lên người bọn họ. Khi những sợi tơ máu màu đỏ quấn quanh người, những đại hòa thượng này đột nhiên cảm thấy cử động của mình bị cản trở rất nhiều. Huyết Linh lão tổ cười hung ác, hai tay mở ra, càng ngày càng nhiều sợi tơ máu quấn quanh trên người bọn họ, trực tiếp chui thẳng vào trong cơ thể bọn họ. Những đại hòa thượng lập tức đau đớn không chịu nổi, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời da thịt trên cơ thể họ nhanh chóng co lại sau khi những sợi tơ máu quấn quanh người họ lại thực sự đang rút máu trên người bọn họ không tốt nhanh chóng cứu những đại sư trưởng giáo hư phong hét lên mang theo mấy lão đạo lao về phía huyết linh lão tổ nhưng huyết linh lão tổ cũng không chỉ có một mình rất nhanh sau lưng lão ta đã có rất nhiều cao thủ xông tới hầu yêu ngàn năm thỏ yêu ngàn năm cùng các cao thủ khác chặn đường đám người trưởng giáo hư vân chỉ trong nháy mắt thân thể của những đại hòa thượng bị khống chế liền mềm nhũn ngã xuống đất. Có người chỉ là một lớp da bọc xương, có người lại trực tiếp biến thành một đống xương trắng không còn hơi thở. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngô cửu âm và những người khác cũng kinh hãi. Trước kia huyết linh lão tổ cần luyện huyết cầu để nuốt chừng tu vi của người khác, nhưng hiện tại lão ta không cần nữa, những sợi tơ máu màu đỏ trên người lão ta có thể trực tiếp giết người. Trung Nam cửu tử đã sớm đứng trên nóc đại điện và bắt đầu thúc giục thuật dẫn lôi phía trên đỉnh đầu mây đen bốn phía đột nhiên tụ lại sấm chớp nổi lên chỉ có sự liên hợp của trung nam cử tử mới có thể dẫn được chín đạo thiên lôi ra nhưng thực lực so với chu nhất dương thì kém hơn rất nhiều cho dù toàn bộ chín đạo thiên lôi được tạo ra cũng sẽ không gây ra bất kỳ mối uy hiếp nào cho huyết linh lão tổ một trận đại chiến giữa trung nam sơn và đám người huyết linh lão tổ là không thể tránh khỏi và hiện tại nó đã bắt đầu huyết linh lão tổ đã dùng huyết luyện thành công dễ dàng đánh bại một số cao tăng tu hành ở Trung Nam Sơn. Lão ta dùng tơ máu màu đỏ để nuốt chửng tất cả tu vi của bọn họ. Ở phía bên kia của Trung Nam Sơn, tất cả các cao thủ đều lao tới giết chúng và bắt đầu chiến đấu với các cao thủ xung quanh huyết linh lão tổ. Trung Nam cửu tử nổi tiếng nhất ở Trung Nam Sơn cũng nhảy lên chính điện và bắt đầu sử dụng thuật dẫn lôi để đối phó với đám người huyết linh lão tổ. Một lúc sau, bên kia Trung Nam Sơn đã có rất nhiều người gục xuống. Nhìn thấy cảnh này, Hắc tiểu sắc mất bình tĩnh, nhỏ giọng nói, trận chiến đã bắt đầu, chúng ta cũng đi lên đi, chỉ sợ bọn họ kiên trì không được bao lâu. Đừng lo lắng, chỉ cần đợi thêm một chút nữa, chỉ cần địch bất động ta bất động, chỉ cần ma vật không ra tay, chúng ta cũng đừng ra tay. Nếu không thể chống cự, chúng ta sẽ không di chuyển. Hiện tại đám người huyết linh lão tổ còn không thể gây ra uy hiếp lớn đối với Trung Nam Sơn, đáng sợ nhất chính là ma vật kia, Ngô Cửu âm âm trầm nói điều này là sự thật đối với trung nam sơn mà nói những người như họ chính là liều thuốc để cứu trung nam sơn bây giờ vẫn còn quá sớm để xuất hiện ma vật mới là mối đe dọa lớn nhất đối với trung nam sơn không lâu sau tiếng sấm sét nổ ầm ầm trên đầu và tia chớp lóe lên khắp bầu trời trung nam cửu tử đứng tách biệt ở mấy phương hướng nhưng khi nhìn thấy một vị lão đạo đứng ở phía trước ông ta đột nhiên hét lớn lên cửu thiên dẫn lôi chảm sát yêu ma tam thanh tổ sư tứ ngã thần lôi lời nói vừa dứt một tia sấm sét từ bầu trời tối đen giáng xuống dừng trên mũi kiếm của lão đạo kia ánh mắt của lão đạo sáng như đuốc nhìn về phía huyết linh lão tổ đứng ở xa xa sau khi huyết linh lão tổ giết chết mấy lão đạo kia lão ta chắp tay sau lưng nhìn về phía trung nam cửu tử đối với những tia sấm sét chuẩn bị giáng xuống lão ta không hề sợ hãi thậm chí còn vô cùng bình tĩnh trong mắt lão ta có lẽ chín đạo thiên lôi mà Trung Nam Cửu Tử giáng xuống chỉ giống như vài quả pháo bị đốt mà thôi. Dù sao lúc này, Huyết Linh lão tổ cũng có tu vi thượng tiên cảnh rất vững chắc, thậm chí đã nút chừng tu vi của rất nhiều người, nên là thượng tiên cảnh đẳng cấp cao. Hiện tại, trong toàn bộ giới tu luyện Hoa Hạ, có thể chỉ có một số ít người có thể đối đầu trực diện với Huyết Linh lão tổ. Lão đạo đầu tiên trong Trung Nam Cửu Tử đã tiếp dẫn thiên lôi đi ra, sau đó thanh kiếm của ông ta chĩa thẳng vào huyết linh lão tổ. Một đạo thiên lôi giáng xuống, khi thế kinh người. Cho dù là người của Trung Nam Sơn hay những người xung quanh huyết linh lão tổ đều rút lui về phía sau để tránh né mũi nhọn. Cát vũ, đám người ngô cửu âm ẩn nấp ở phía xa cũng đang theo dõi sự thay đổi. Họ không xa lạ gì đối với cảnh tượng dẫn lôi này, nhưng thiên lôi do Trung Nam cửu tử gây ra đã là chuyện bình thường đối với nhóm người bọn họ và hoàn toàn là chuyện trẻ con không nói đến chín đạo lôi, thậm chí là thái cực vân lôi trận, bách lôi đại trận, bọn họ đều đã thấy Chu Nhất Dương sử dụng rất nhiều lần. Xét về khí thể và lực sát thương, Trung Nam cửu tử đều không thể thắng được. Trên thực tế, Ngô Cửu Âm đã gặp cửu tử Trung Nam từ lâu, cũng từng chứng kiến bọn họ tiếp dẫn thiên lôi. Lần đầu gặp nhau, thật sự là kinh vi thiên nhân, Ngô Cửu Âm cũng rất ngưỡng mộ thủ đoạn của họ. Nhưng đã nhiều năm như vậy, khi xem lại Trung Nam cửu tử dẫn lôi, đã không còn cảm giác chấn động như lúc đó nữa. Con người sẽ luôn thay đổi, những lão đạo cả ngày ở trong sơn môn tránh xa trần thế, rất ít trải qua cuộc sống gió tanh mưa máu của Cát Vũ và Ngô Cửu Âm, cũng hiếm khi trải qua cảm giác nguy hiểm trên ranh giới sinh tử, vì vậy tu vi của bọn họ vẫn không có nhiều tiến bộ. Trải qua thời gian lâu như vậy, mặc dù tu vi của Trung Nam Cửu Tử đã tiến bộ rất nhiều, nhưng khoảng cách giữa bọn họ và những người này cũng không lớn như vậy một đạo thiên lôi đánh thẳng về phía huyết linh lão tổ huyết linh lão tổ chỉ đứng đó bất động hai tay vẫn chấp sau lưng ngay khi đạo thiên lôi sắp đánh trúng lên người lão ta đột nhiên một tầng huyết quang màu đỏ xuất hiện bao bọc lấy thân thể lão ta một đạo thiên lôi vừa lúc đánh xuống trên tầng huyết khí mọi người chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn làm rung chuyển trời đất ngay khi một đạo thiên lôi qua đi huyết linh lão tổ vẫn đứng đó hoàn toàn bình thường thậm chí trên môi còn nở nụ cười bốn phía lão ta tràn ngập huyết khí màu đỏ chỉ bị mờ nhạt hơn vài phần trong chốc lát huyết khí màu đỏ lại dâng trào thậm chí còn nồng đậm hơn trước trung nam cửu tử đang đứng trên cao nhìn thấy cảnh tượng này đã rất sốc cả thiên hạ nghe thấy thuật dẫn lôi này đều sợ mất mật nhưng lại không có lực sát thương gì đối với huyết linh lão tổ điều này đối với bọn họ mà nói thật sự là không thể tin được tuy nhiên trung nam cửu tử vẫn không bỏ cuộc những người còn lại cũng dẫn lôi xuống, đều dừng lại trên người huyết linh lão tổ. Có đôi khi là một đạo thiên lôi, đôi khi là hai đạo thiên lôi, khi đồng thời nhiều nhất là ba đạo thiên lôi rơi xuống trên người huyết linh lão tổ. Tuy nhiên, sau khi chín đạo thiên lôi đã giáng xuống, huyết linh lão tổ vẫn đứng đó như không có chuyện gì xảy ra. Quanh thân lão ta vẫn tràn ngập huyết khí màu đỏ, sau khi bị sấm sét oanh tạc, nó chỉ mờ nhạt đi vài phần nhưng rất nhanh lại đã dâng trào lên. Những người của Trung Nam Sơn hoàn kinh hãi khi nhìn thấy huyết linh lão tổ vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí một sợi tóc cũng không bị thương. Ngay sau đó, huyết linh lão tổ thu liễm huyết khí toàn thân, cười híp mắt nhìn mọi người Trung Nam Sơn, nói Lão phu nghĩ thuật dẫn lôi của Trung Nam Sơn các ngươi rất lợi hại, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Còn không bằng mấy tiếng pháo, chỉ có thể nghe được tiếng nổ. Còn có thứ gì mạnh hơn để ta nhìn thấy không? Nhìn thấy thiên lôi hoàn toàn không có tác dụng, người của Trung Nam Sơn hoàn toàn hoảng sợ. Bọn họ cảm thấy như ngày tận thế của mình. Tuy nhiên, đúng lúc này, trong đám người Trung Nam Sơn đột nhiên xuất hiện hơn 20 lão đạo, mỗi người đều mặc quần áo rách dưới, giống như người ăn xin, đừng ngang trước mặt những người đó. Khi những người này xuất hiện, sắc mặt của huyết linh lão tổ đột nhiên trở nên cứng lại. Lão ta nhìn thoáng qua có thể biết được những lão đạo này đều là khổ tu sĩ của Trung Nam Sơn, những cao thủ đứng đầu áp đáy hỏng dù sao đây cũng là một tông môn ngàn năm không thể chỉ có một cái thủ đoạn dẫn lôi như vậy những cao thủ chân chính lợi hại đều là võ di si, rất ít xuất hiện trên giang hồ trong mao sơn tông có rất nhiều cao thủ như vậy rất nhiều người trong môn phái chưa từng gặp qua thậm chí chưa từng biết tên nhưng không ai phủ nhận thực lực của nhóm người này chính là tồn tại cường hãn nhất ngay khi những người này xuất hiện bọn họ không nói một lời liền đi thẳng đến chỗ huyết linh lão tổ Phía sau huyết linh lão tổ cũng có một đám người cũng tiến tới chặn đường khổ tu sĩ của toàn chân giáo. Tuy nhiên, vẫn còn có bảy tám lão đạo sung phong liều chết lao tới chỗ huyết linh lão tổ, bao vây lấy lão ta. Mỗi lão đạo này đều có thực lực không tầm thường, là một đám cao thủ cường hãn nhất trong toàn chân giáo. Vừa xuất hiện, bọn họ lập tức chấn áp vị trí của mình, áp chế những cao thủ của huyết linh giáo đang không ngừng lao tới. Rất nhiều người trong số nhóm lão đạo này đã tiến rất gần đến địa tiên cảnh, nhưng từ đầu đến cuối bọn họ vẫn không thể tạo ra bước đột phá cuối cùng. Có một số lão đạo là người vô cùng lợi hại, cả đời không thể đột phá tiên cảnh, đó là vì họ thiếu khả năng khám phá thế giới này, mà đó cũng là sự lĩnh ngộ cuối cùng. Chỉ khi người ta đạt đến một cảnh giới tinh thần nhất định thì người ta mới có thể đạt được bước đột phá cuối cùng. Ngay cả Mao Sơn Tông cũng có rất nhiều lão đạo như vậy. Sau khi bảy tám lão đạo vây quanh huyết linh lão tổ, tạo thành một trận kiếm, trong lúc nhất thời hàn quang lấp lánh, bóng kiếm đan xen vào nhau, không ngừng giáng xuống trên người huyết linh lão tổ. Huyết linh lão tổ vẫn rất bình tĩnh, lão ta cũng rút ra một thanh kiếm và bắt đầu chiến đấu với các lão đạo. Ngô Cửu Âm và những người khác vẫn án binh bất động, lặng lẽ quan sát tình hình trận chiến. Lý Bán Tiên nhìn một lúc rồi nói, những khổ tu sĩ của Trung Nam Sơn này có thể không xoay chuyển được tình thế, căn bản ma vật không cần phải ra tay, cuối cùng cũng sẽ bại trận. Đúng vậy, không ngờ trong khoảng thời gian này tu vi của huyết linh lão tổ lại tiến bộ nhiều như vậy. Lão ta xứng đáng là một lão quái vật hơn 200 năm và là một đại ma đầu khác sau Bạch Di Lạc, Bạch Triển cũng buồn bã nói. Lão ta mỗi ngày không có việc gì làm, chỉ nghĩ cách thôn phệ tu vi của người khác. Nghe nói lúc chúng ta ở Nhật Bản, huyết linh lão tổ cũng đã đi mấy nước khác tìm kiếm xá lợi Phật tổ, không biết có bao nhiêu đệ tử Phật môn đã gặp họa. Những người đó không chỉ bị lão ta thôn phệ tu vi, mà ngay cả xá lợi cũng bị cướp lấy. Lão ta không chỉ dùng xá lợi này để gọi đại ma đầu ra, mà còn có thể thôn phệ lực lượng xá lợi để tu hành. Cho nên tu vi của lão ta sẽ thăng tiến nhảy vọt, cứ đà này, huyết linh lão tổ thật sự có khả năng đạt tới kim tiên cảnh, lý bán tiên nói. Ngô cửu âm hừ lạnh một tiếng nói, lão ta làm sằng làm bậy như vậy, chén giết khắp nơi, làm nhiều việc ác, chỉ sợ không thể đạt tới kim tiền cảnh. Có một câu nói hay, chính là đức không xứng với vị. Nói chính xác là, một khi huyết linh lão tổ đạt đến kim tiên cảnh, cũng sẽ gần như là một vị tiên thực sự. Nếu đức hạnh quá kém, làm sao có thể trở thành thần tiên? Trong mấy trăm năm qua, chưa ai thấy một cao thủ kim tiền cảnh xuất hiện. Trong quá khứ, có thể địa tiên đã rất hiếm có. Ngày nay xuất hiện mấy người thượng tiên cảnh, đều là những người từng trải lánh đời. Đúng rồi, tiểu tử, tử ca, Hoàng Diệp đạo nhân có tới đây không? Cát Vũ hỏi. Sẽ sớm thôi, có thể lúc này lão ta đang trên đường tới, ta đã thông báo cho lão nhân ra, lão cũng đã đồng ý, từ Côn Luân đến đây, dù sao cũng xa ngàn dặm, Hoàng Diệp đạo nhân cũng phải mất một giờ, ngô cửu âm trầm giọng nói. Khi đang nói chuyện, ở bên kia trận chiến trở nên khốc liệt hơn. nhưng nhìn thấy mấy lão đạo vây công huyết linh lão tổ, để đánh bại lão ta, họ bắt đầu tấn công tử sát thức sau khi chiến đấu mấy chục hiệp huyết linh lão tổ vẫn rất bình tĩnh nhưng những lão đạo lại không thể giữ bình tĩnh nếu cứ như vậy sẽ không có tác dụng gì vì vậy những lão đạo đó bắt đầu một cuộc tấn công dữ dội bọn họ từ chỗ chết mà sống lại kiếm trận do lão đạo tạo thành vô cùng lợi hại đột nhiên có một lão đạo trực tiếp bay lên không trung lao xuống đâm về phía huyết linh lão tổ những lão đạo khác cũng đồng thời tấn công về phía lão ta bọn họ cho rằng với nhiều người dũng mãnh không sợ chết như vậy cuốn lấy huyết linh lão tổ thế nào cũng bị lão đạo trên đỉnh đầu làm cho bị thương nặng tuy nhiên bọn họ thực sự đã đánh giá thấp thực lực khủng bố thượng tiên cảnh của huyết linh lão tổ khi những người đó cùng nhau liều chết xông lên toàn thân huyết linh lão tổ lại nổi lên tràn ngập một tầng huyết khí màu đỏ bao phủ toàn thân lão ta sau đó lão ta dùng tay ngưng kết một cái pháp ấn đẩy lên về phía song trường của lão đạo ở phía trên đầu lão ta lão đạo kia thực sự đang tự sát ông tập ngưng tụ bộ lực lượng trong cơ thể và bất ngờ rơi xuống như một viên đạn pháo sau đó mọi người nhìn thấy một cảnh tượng đẫm máu toàn chân ngọc hư tử lấy tử hộ giáo lão đạo sĩ hét lên một tiếng cuối cùng rồi đánh mạnh xuống bên trên tầng huyết khí màu đỏ do huyết linh lão tổ ngưng tụ ra trong khoảnh khắc cơ thể va chạm với huyết khí máu đỏ toàn bộ cơ thể của lão đạo đều nổ tung, biến thành một quả cầu xương máu. Cú va chạm mạnh này trực tiếp phá vỡ tầng huyết khí do huyết linh lão tổ ngưng kết ra. Huyết linh lão tổ cả người chấn động, liên tục lùi lại vài bước. Một số khổ tu sĩ của toàn chân giáo vây quanh lão ta cũng bị cỗ lực lượng này va chạm, đều tự rút lui về phía sau. Huyết linh lão tổ còn chưa kịp thở một hơi, mấy lão đạo lại lao tới, chia ra từ phía bao vây huyết linh lão tổ. Lần này, có hai vị lão đạo đứng lên, giống như lần trước, từ dưới đất bay lên, từ trên trời giáng xuống, người hòa vào kiếm đồng thời đối mặt với cái chết tìm sự sống. Toàn chân ngọc hành tử, lấy tử hộ giáo. Toàn chân ngọc khôn tử, lấy tử hộ giáo. Hai lão đạo phát ra tiếng hét cuối cùng, Liều lĩnh, quên đi mạng sống tấn công Huyết Linh lão tổ. Huyết Linh lão tổ nhìn thấy đám lão đạo Trung Nam Sơn không muốn sống, trong lòng cảm thấy hơi hoảng sợ. Một đám người điên huyết linh lão tổ mắng to một tiếng lần này lão ta trực tiếp lấy luyện huyết cầu ra treo lơ lửng trên đầu mình ngay khi luyện huyết cầu xuất hiện nhất thời ngưng kết ra một tầng huyết khí nồng đậm hơn bốn năm đạo sĩ đứng gần đó dũng cảm không sợ chết lao tới bao vây huyết linh lão tổ hai vị lão đạo cũng giống như người trước cũng dùng phương pháp tự sát này để tấn công huyết linh lão tổ lúc này mọi người trên trung nam sơn đều rất cảm động có người rơi nước mắt khi nhìn những lão đạo này sắp chết đặc biệt là những kẻ phản bội nương nhờ huyết linh lão tổ nhìn thấy những tiền bối này tìm chết đều xấu hổ cúi đầu thậm chí có người tự tát mình một cái cũng đều là con người có người vì nghĩa lớn mà bỏ cả mạng sống có người tham sống sợ chết coi giặc làm cha đây chính là sự thua kém trong đám người vừa mới nương nhờ huyết linh lão tổ có người bỗng nhiên tỉnh lại liều mạng chém giết những người vây quanh huyết linh lão tổ ta liều chết với các ngươi. Có một vị đạo sĩ trẻ tuổi của toàn chân giáo đã chém chết hai ba người của huyết linh giáo, sau đó bị loạn đao chém chết, vô cùng bi thảm. Hai lão đạo lao về phía huyết linh lão tổ vẫn như trước không hề làm tổn thương được lão ta. Ngay cả tầng huyết khí màu đỏ mà lão ta ngưng tụ bằng luyện huyết cầu cũng không xuyên thủng, liền biến thành hai khối xương máu, thi cốt vô tồn. Dưới sự gia trì của luyện huyết cầu, tầng máu chỉ mờ đi một chút. Ngô Cửu Âm và những người khác nhìn thấy ba lão đạo sĩ đã chết, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lao về phía trước, băm huyết linh lão tổ thành từng mảnh. Tuy nhiên bây giờ chưa phải lúc. Mọi người đều tức giận khi chứng kiến ba khổ tu sĩ của toàn chân giáo lấy phương thức bi thảm như vậy liều chết với huyết linh lão tổ, sau đó đều chết trong tay huyết linh lão tổ. Ngay cả Ngô Cửu Âm cũng không nhịn được, có cảm giác muốn lao ra ngoài, nhưng cuối cùng y cũng chịu đựng được chỉ cần ma vật không ra tay thì họ cũng không thể ra tay, một khi y ra tay, mới thật là sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Trưởng môn hư phong toàn chân giáo mắt đỏ hoe khi nhìn thấy vài vị tiền bối chết trong trận chiến, ông không đành lòng nhìn những khổ tu sĩ tiếp tục chết, vì vậy trực tiếp hét lớn một tiếng, các tiền bối nhanh chóng lùi lại đến đây. Những khổ tu sĩ còn lại của toàn chân giáo sau khi nghe được mệnh lệnh của trưởng giáo đều ngừng dây dưa, trực tiếp quay người lại đứng cạnh trưởng giáo hư phong huyết linh lão tổ thu liễm khí tức màu đỏ toàn thân nheo mắt nhìn trưởng giáo hư phong nói đừng lãng phí công sức các ngươi nên đầu hàng đi đừng hy sinh những gì không cần thiết điều đó hoàn toàn vô nghĩa chỉ cần trung nam sơn các ngươi đầu hàng dưới trướng của huyết linh lão tổ ta ta đảm bảo mỗi người các ngươi đều có thể sống sót trưởng giáo hư phong không có đáp lại lời của huyết linh lão tổ sau đó vung tay lên trực tiếp kêu gọi mọi người rút lui đang nói chuyện nhóm người trực tiếp tràn vào đại sảnh, đóng tất cả cửa lớn đại điện lại. Huyết linh lão tổ sừng sốt trong giây lát, nhưng không ngờ những người này lại bỏ chạy. Một đám không biết tốt xấu, đuổi theo cho ta, không đầu hàng sẽ bị giết. Huyết linh lão tổ hét lên, những người phía sau liền lao về phía đại điện. Còn có người nâng chiếc kiệu mộng hồi lên, đi về phía đại điện. Đại điện nơi trưởng giáo hư phong và những người khác bước vào cũng đã bố trí pháp trận, nhưng những thủ đoạn này không thể tồn tại được lâu trước mặt một cao thủ như huyết linh lão tổ chỉ với hai hoặc ba trường pháp trận đã bị phá hủy đại môn mở ra một đám người trực tiếp ảo ảo xông vào nhìn thấy tình huống này các vũ và những người khác có chút khó hiểu nói trốn cũng chết không trốn cũng chết nếu cùng bọn chúng liều chết một trận thậm chí trước khi chết cũng có thể kéo theo mấy cái đệm lưng tại sao trưởng giáo hư phong lại mang theo nhiều cao thủ như vậy rút lui ta nghĩ có thể có một nơi mà toàn chân giáo có thể tránh được sự truy đuổi của huyết linh lão tổ chẳng hạn như cấm địa ở sau trung nam sơn nói chung khí chàng dao động rất lớn bên trong sẽ có những bố trí rất lợi hại đây có thể là giao chắn cuối cùng của trung nam sơn lý bán tiên phân tích bọn họ tiến vào đánh nhau chúng ta đi theo nhìn xem ngô cửu âm nói đứng dậy đuổi theo nhân mã huyết linh lão tổ mọi người theo sát phía sau giữ khoảng cách với nhân mã của huyết linh lão tổ vài trăm mét. Đây đều là những cao thủ và có thể che giấu thân hình của mình rất tốt. Rất nhanh, hơn 10 người cũng tiến vào đại điện, nơi này có dấu vết đánh nhau, nhưng thi thể để lại cũng không nhiều, chỉ có 7-8 người, phần lớn đều là người tu hành của Trung Nam Sơn. Xuyên qua bên trong chính điện, phía sau có một lối ra, mọi người bám sát theo sau, lúc này mới phát hiện, đám người trưởng giáo hư phong mang theo thật sự đang chạy về phía sau núi huyết linh lão tổ mang theo một nhóm người theo sát một đường đuổi theo đám người cất vũ chạy điên cuồng đuổi theo trong hơn nửa giờ đột nhiên đi đến một nơi đá lởm chởm vô cùng hiểm trở trong đó trên một tảng đá lớn có viết mấy chữ lớn cấm địa trung nam nơi này hẳn là phía sau ngọn núi nói chung khí tràng ở phía sau núi động thiên phúc rất không ổn định hầu hết những nơi phía trước đều giàu linh khí thích hợp cho người tu hành tu luyện tuy nhiên khí chàng phía sau núi lại rất hỗn loạn. Cho dù đệ tử môn phái cũng rất ít khi đi vào, chỉ có một số khổ tu sĩ người có tu vi cực cao mới có thể tiến vào cấm địa phía sau núi. Loại tình trạng này về cơ bản là giống nhau ở mọi giáo phái, nhưng tình trạng mỗi động thiên phúc lại có nhiều điểm khác biệt. Đám người Cất vũ chưa bao giờ đến trung nam sơn, cũng chưa từng bước vào động thiên phúc ở đây, vì vậy bọn họ sẽ không biết chuyện gì xảy ra ở đây nhưng huyết linh lão tổ mang theo người của lão ta đã đuổi theo bọn họ vào cấm địa trung nam bọn họ muốn đuổi theo vừa tiến vào nơi này mấy người không khỏi trở nên cảnh giác khí tràng nơi này quả thực rất không ổn định lại có từng trận gió thổi mạnh cắt vào mặt có cảm giác nhoi nhói cấm địa phía sau trung nam sơn thực sự còn bí hiểm và khó đoán hơn cả mao sơn tông phải nói rằng trung nam sơn là thiên hạ đệ nhất phúc địa điều đó cũng có lý do của nó vừa bước vào nơi này đã thấy ở đây có những tảng đá gồ ghề kỳ quái, nhìn thoáng qua là không thể nhìn thấy điểm cuối. Những tảng đá ở đây rất to lớn, xếp chồng lên nhau, hình dáng cũng vô cùng kỳ quái, có con nhìn như sư tử đang ngắm trăng. Có con nhìn như hổ từ trên núi xuống, cũng có tiên nữ giải hoa, mãng xà khổng lồ quấn lấy nhau, giống như biển đá nhấp nhô, sóng dâng trào lên bầu trời. Ngoài ra còn có vô số hang động nằm rải rác khắp nơi. Nhìn biển đá mênh mông này, nhưng không thấy ai cả, cũng không biết đám người đó đã đi đâu. Ngô Cửu Âm gọi, mọi người tiếp tục tiến về phía trước, đi được hai ba dặm, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau từ phía trước chuyển đến. Mấy người tiến tới, nấp sau một tảng đá lớn, nhìn về phía nơi đang diễn ra trận chiến, đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc. Ở khu vực phía trước, những tảng đá dường như trở nên sống dậy. Có tảng đá biến thành hổ, có tảng đá biến thành sư tử, có tảng đá biến thành báo, tất cả đều to lớn, cực kỳ hung hãn, xuyên qua trong đám người của huyết linh lão tổ, chỉ trong thời gian ngắn đã có rất nhiều người chết dưới móng vuốt sắc nhọn của con vật bằng đá. Những con thú do tảng đá biến thành này có kích thước lớn hơn động vật bình thường gấp chục hoặc mấy chục lần, thân thể vẫn là tảng đá nhưng đều có thể di chuyển và chuyển động rất nhanh. Ngay khi những người từ huyết linh lão tổ đến đây, chúng lập tức trở nên hỗn loạn. Những con thú hung dữ từ đá biến thành hoàn toàn không thể bị giết chết cơ thể chúng cứng đến mức ngay cả kiếm, diều cũng không có tác dụng. Một khi nó vồ vào người nào đó, người đó sẽ lập tức bị đập nát thành một đống thịt nát. Hơn nữa, những tảng đá trong biển đá này dường như cuồn cuộn không ngừng, vô tận, không ngừng tấn công về phía người của huyết linh lão tổ. Chỉ có huyết linh lão tổ và các cao thủ xung quanh mới có thể chống lại những con mãnh thú từ đá biến thành này, một khi đến gần sẽ bị đập nát thành từng mảnh nhưng ngay cả điều này cũng chỉ là muối bỏ biển vì số lượng những con mãnh thú này quá nhiều lúc này các vũ và những người khác mới hiểu được tại sao trưởng giáo hư phong lại dẫn mọi người lui về phía sau đó là bởi vì ông ta không muốn hy sinh vô ích cố ý dẫn theo đám người huyết linh lão tổ tiến vào trong biển đá này đồng thời lợi dụng lực lượng trong biển đá này để đối phó bọn chúng từ một góc nhìn nào đó đám người huyết linh lão tổ đã rơi vào cái bẫy do trưởng giáo hư phong bố trí chính là vô số mãnh thú xuất hiện từ biển đá này, đủ để bọn chúng uống một ngụ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Bán Tiên không khỏi kinh ngạc, ở Trung Nam Sơn còn có một pháp môn thần kỳ như vậy. Đây là lợi dụng sự dao động của khí tràng ở đây để tạo ra những con thú đá khổng lồ, lấy thiên thời địa lợi sử dụng đến cực hạn. Hôm nay xem như ta được mở rộng tầm mắt. Khi họ đang nói chuyện, một tảng đá khổng lồ cách họ không xa đột nhiên rung chuyển và đột nhiên sống dậy, Biến thành một con lợn rừng bằng đá khổng lồ Và lao về phía đám người huyết linh lão tổ Hàng ngàn con thú đá dày đặc trực tiếp bao vây lấy đám người huyết linh lão tổ Dù sao đây cũng là một tông môn ngàn năm Cho dù huyết linh lão tổ có khả năng thông thiên Muốn trực tiếp tiêu diệt một tông môn cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy Nên tảng ngàn năm là ở trong này Nhìn thấy cảnh này Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm Cảm thấy tình thế dường như xuất hiện chuyển biến lớn Tuy nhiên Điều khiến cho tất cả mọi người không ngờ tới là sau khi huyết linh lão tổ liên tục đập nát mấy chục con mãnh thú do tảng đá biến thành. Lão ta đột nhiên đi về hướng chiếc kiệu mộng hồi, chắp tay về phía đó, giống như đang nói điều gì. Ngô cửu âm vảnh tai lên nghe, sắc mặt đột nhiên tối sầm, nói, không được, huyết linh lão tổ mời ma vật ra tay. Thính lực của ngô cửu âm thật đáng kinh ngạc, ngay cả âm thanh nhỏ nhất trong phạm vi trăm mét cũng có thể nghe được chứ đừng nói đến là tiếng nói chuyện. Huyết linh lão tổ đứng cạnh kiệu mộng hồi nói vài lời trước khi tránh sang một bên. Ngay sau đó, bên trong chiếc kiệu mộng hồi bắn ra một tia sáng, bắn thẳng về phía con mãnh thú bằng đá ở phía trước. Khi tia sáng khủng bố xuất hiện, trực tiếp đánh thẳng lên trên người những con mãnh thú bằng đá đó. Điều đáng sợ là những con thú đá khổng lồ va chạm với tia sáng, chúng lập tức bị vỡ nát bay ra từ phía, thậm chí một số còn biến thành bột phấn. Tia sáng đó có sức tàn phá khủng khiếp như nghiền nát, Đi qua chỗ nào thì tất cả mãnh thú bằng đá đều bị vỡ vụn thành từng mảnh. Sau đó, bên trong chiếc kiệu mộng hồi lần lượt bắn ra nhiều viên tròn bóng loáng, bay ra bốn phía. Sau khi tia sáng từ bên trong chiếc kiệu phát ra, nó giống như một hòn đá khuấy động ngàn đợt sóng, tạo thành những gợn sóng khổng lồ và bắn ra bốn phương tám hướng. Vô số những con thú đá khổng lồ lao về phía bọn chúng đều lần lượt bị vỡ tan ngay cả các vũ và đám người ngô cửu âm đang nấp đằng sau tảng đá cũng bị bóp nghẹt bởi lực lượng khủng bố này những tảng đá xung quanh bọn họ đều vỡ tan nằm úp xuống lý bán tiên hét lên một tiếng tất cả mọi người nằm úp xuống đất cùng lúc đó hắc tiểu sắc múa may hai tay tạo thành một kết giới phía trên đầu mọi người nhưng kết giới này đã bị luồng khí tức khủng bố nghiền nát và trực tiếp vỡ tan may mắn thay kết giới này vẫn đóng vai trò lớn giúp họ triệt tiêu phần lớn lực lượng nên không ai bị thương mặc dù vậy mọi người đều cảm thấy khí huyết toàn thân cuồn cuộn lộng đè nặng ngay khi ma vật trong kiệu mộng hồi vừa ra tay liền đánh nát mãnh thú bằng đá ở bốn phía xung quanh phía trước thành một mảng bằng phẳng mặc dù như vậy nhưng huyết linh lão tổ cũng mất đi mấy chục người bên cạnh nhưng đều không phải cao thủ lợi hại gì huyết linh lão tổ rất buồn bực nhưng bây giờ tình thế đã ổn định nhìn lão ta rất kích động lại đi về phía kiệu mộng hồi nói lời cảm ơn với ma vật trong kiệu liền dẫn những người phía sau tiếp tục đi về phía trước sau khi đám người huyết linh lão tổ đi được một khoảng cách nhất định đám cát ngọc mới từ từ bò dậy khỏi mặt đất trong lòng cảm thấy chấn động không thể giải thích được ma vật này thật quá khủng bố mãnh thú trong biển đá cường hãn như vậy ở trung nam sơn đã bị nó tiêu diệt hoàn toàn chỉ trong vài chiều kết giới mạnh mẽ nhất này đã bị phá hủy khu vực phía sau lại còn bằng phẳng. Điều quan trọng nhất là cho dù họ có ra tay chiến đấu với một con ma vật lợi hại như vậy thì chắc chắn cũng không có tác dụng gì nhiều. Đánh giá từ điểm này, cho dù Hoàng Diệp đạo nhân có đến cũng có thể sẽ vô ích. Những con ma vật được Huyết Linh lão tổ mời ngày càng trở nên lợi hại hơn. Sau khi xử lý xong những con mãnh thú bằng đá này, Huyết Linh lão tổ tiếp tục dẫn người đi lén lút, trước mặt xuất hiện rất nhiều hố sâu, không biết dẫn về đâu huyết linh lão tổ suy đoán trưởng giáo hư phong nhất định đã dẫn mọi người vào những hang động này có thể phân tán mọi người hoặc có thể tập hợp lại với nhau kết quả là muốn tìm được bọn họ không phải là điều dễ dàng nhưng chuyện này cũng không làm khó được huyết linh lão tổ dường như lão ta có hiểu biết nhất định đối với nơi này cho nên đã sớm có chuẩn bị lão ta dẫn theo bên người một cao thủ dùng cổ sau khi cao thủ kia xuất hiện hai tay múa may liền tạo ra một đàn lớn những con bướm trắng hàng chục ngàn con, sau khi chúng phân tán, liền bay vào từng hang động. Dùng người đi tìm người là không phù hợp với thực tế, nhưng với những con sâu bướm này, lại có thể dễ dàng tìm được người. Huyết linh lão tổ nhìn có vẻ đã có tính toán trong lòng và đứng đó chờ đợi. Khoảng hơn 10 phút sau, liền có một đàn bướm trắng bay trở lại, nhưng số lượng dường như ít hơn trước gần một nửa. Cao thủ dùng cổ nói vài câu với huyết linh lão tổ, huyết linh lão tổ vung tay lên, tiếp tục dẫn người tiến về phía trước xem ra cao thủ dùng cổ đã tìm ra tung tích của trưởng giáo hư phong và những người khác không bao lâu sau huyết linh lão tổ dẫn đầu một nhóm người trực tiếp tiến vào một cái hang động phía trước ngô cửu âm gọi một tiếng mọi người tiếp tục đi theo mặc dù mọi người đều cảm thấy được có lẽ lần này không thể ngăn cản được ma vật trên kiệu mộng hồi nhưng dù thế nào đi nữa họ cũng không thể chỉ ngồi yên nhìn sau khi vào hang Họ đi về phía trước được hơn 10 phút, đi vài vòng thì mọi người đều bước ra ngoài. Sau khi ra ngoài, trước mặt lại là một nơi tối tăm, xung quanh bốn phía trơ trụi, không một cọng cỏ. Gió mạnh ở đây mạnh hơn lần trước gấp 10 lần. Gió thổi vào mặt, đau như dao cắt, thậm chí đi lại cũng rất khó khăn. Nơi này dường như đã ở sâu trong cấm địa Trung Nam Sơn. Mọi người đuổi theo một lúc, xa xa nhìn thấy một tấm bia đá khổng lồ cao hàng chục mét khi đi qua nhìn liền nhìn thấy ở một nơi cách không xa tấm bia đá cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của đám người huyết linh lão tổ khi đến gần tấm bia đá hơn mọi người cũng nhìn thấy trưởng giáo hư phong và những người khác dẫn đầu một số cao thủ của trung nam sơn đang rằng co với huyết linh lão tổ nhưng gần tấm bia đá còn có một vật khác hóa ra là một con mãnh thú nhìn rất giống một con hổ nhưng trên đầu lại có sừng trên người có vảy vật này rất to lớn và khí thế hùng hồn lý bán tiên nhìn từ xa nói con mãnh thú phía trước có phải là bệ ngạn không bệ ngạn chính là con của rồng con trai thứ năm của rồng tại nơi cách bia đá cao chót vót vài chục mét huyết linh lão tổ và những người bên cạnh lão ta đều không dám tiến lại gần cắt vũ và những người khác vẫn theo sát cuối cùng bọn họ cũng nhìn rõ hướng của tấm bia đá bầu trời trên tấm bia đá cao chót vót có một vòng xoáy màu đen tạo thành một luồng không khí mạnh mẽ mà những trận gió mạnh như vậy trong không gian này là do luồng không khí mạnh mẽ đó tạo ra. Càng đến gần bia đá, lực xé của gió lại càng mạnh mẽ hơn. Bên cạnh huyết linh lão tổ, ngoại trừ huyết linh lão tổ và số ít mười mấy cao thủ hàng đầu, những người còn lại đều đang chật vật đến gần bia đá. Nhưng những người ở Trung Nam Sơn dường như không bị ảnh hưởng bởi những trận gió mạnh này, tất cả đều tập trung gần bia đá. Vô hình chung, Tấm bia đá khổng lồ này đã trở thành một chiếc ô bảo vệ đắc lực cho những người tu hành ở Trung Nam Sơn, ngăn cản những người của huyết linh lão tổ đến gần. Lý Bán Tiên phân tích, những lão đạo của toàn chân giáo phải có pháp môn gì đó để sử dụng luồng không khí cường đại phía trên tấm bia đá, thậm chí còn có thể điều khiển được nó, từ đó đạt được hiệu quả ngăn chặn kẻ thù mạnh. Đây có lẽ là lá chắn cuối cùng đối với toàn chân giáo. Mọi người cũng nhìn thấy một nhóm lão đạo của Trung Nam Sơn đứng ở phía sau tấm bia đá, dường như đang duy trì sự vận hành của pháp trận xung quanh tấm bia đá. Trong toàn bộ Trung Nam Sơn, gần 2.000 người, trong đó có hơn 1.000 là đệ tử của toàn chân giáo, tất cả đều tập trung ở đây. Mà gần tấm bia đá có một con mãnh khổng lồ, nó tên là Bệ Ngạn, là một con thần thú. Nhưng vào lúc này, thần thú Bệ Ngạn bị mấy sợi xích sắt dày màu đen trói vào bia đá. Bệ Ngạn nhìn thấy đám người của huyết linh giáo, không ngừng phát ra những tiếng giống giận dữ, tiếng gầm của nó vang vọng trong thung lũng, đinh tai nhức óc. Từ khoảng cách xa như vậy, mang nhĩ Cất vũ và những người khác đều bị tiếng gầm của con thần thú này làm cho ù đi. Thần thú bệ ngạn này chính là con trai của rồng và cũng là huynh đệ với thần thú nhai Tý và tù ngưu. Nhưng có một điểm khác biệt lớn nhất giữa bệ ngạn trước mặt và nhai Tý và những con khác. Đó là đạo hạnh của bệ ngạn này cường đại hơn nhai Tý và tù ngưu rất nhiều, có thể ít nhất là 3.000 năm. Nhai tí chỉ mới có vài tuổi, Mặc dù Tù Ngưu đã được một, hai nghìn năm nhưng trước đó đã bị tổn thất nặng nề, xét về thực lực thì kém xa so với bệ ngạn hùng mạnh trước mặt. Ở Mao Sơn Tông còn có một con thần thú chấn giữ ngọn núi, tên là Kim Kỳ Lân. Nghĩ đi nghĩ lại, con bệ ngạn này hẳn cũng là thần thú bảo vệ động thiên phúc địa của Trung Nam Sơn. Không biết là thần thú đã bị vị tổ sư Trung Nam Sơn hàng phục, bị giam giữ ở đây. Cơn gió mạnh do luồng không khí cường đại phía trên tấm bia gây ra đã khiến cho đám người huyết linh lão tổ khó tiến về phía trước. Những người có tu vi thấp trong huyết linh giáo căn bản không thể tiến về phía trước, có khi tiến một bước phải lùi hai bước. Nhưng huyết linh lão tổ vẫn gọi những người xung quanh tiếp tục tiến đến gần bia đá khổng lồ. Xem ra hôm nay huyết linh lão tổ quyết tâm tiêu diệt toàn bộ Trung Nam Sơn. Những người khác không thể đi qua được, nhưng huyết linh lão tổ và những cao thủ xung quanh lão ta còn có những con đại yêu đều có thể đến gần tấm bia đá, những người phía sau lão ta đều bị bỏ lại rất xa. Ngay khi huyết linh lão tổ và những người khác chuẩn bị tiếp cận bia đá trong vòng 30 mét, trưởng giáo hư phong đột nhiên vung tay lên, liền nghe thấy tiếng xích sắt kêu lạch cạch. Thần thú bệ ngạn bị nhốt ở tấm bia đá trực tiếp được thả ra. Bệ ngạn từ lâu đã không vừa mắt với đám người huyết linh lão tổ, sau khi gầm lên giận dữ, nó trực tiếp lao về phía bọn chúng. Cùng lúc đó, Trưởng giáo Hư Phong cũng mang theo mấy chục khổ tu sĩ của toàn chân giáo xung quanh lao lên phía trước đối đầu trực diện với huyết linh lão tổ và các cao thủ xung quanh lão ta. Do bị luồng khí mạnh mẽ ở phía trên bia đá đè nén nên sức mạnh của huyết linh lão tổ và những người khác bị giảm đi rất nhiều, nhưng người Trung Nam Sơn lại không hề bị ảnh hưởng gì. Điều này tương đương với việc thực lực của người tu hành Trung Nam Sơn tăng lên, nhưng thực lực của đám người huyết linh lão tổ bị suy yếu rất nhiều. Vừa đi lên, đã có mười mấy khổ tu sĩ tiến lên, một mình vây khốn huyết linh lão tổ. Con bệ ngạn cũng rất hung dữ, lao thẳng vào bên trong đám đông. Ngay khi con mãnh thú này ra tay, mọi người cuối cùng cũng thấy được sức mạnh to lớn của vật này, nó có móng vuốt mạnh mẽ và hàm răng cực kỳ sắc bén. Ban đầu có ba đại yêu tiến lên khống chế bệ ngạn, ngoài ra còn có hai cao thủ trên quỷ tiên cảnh nữa. Tuy nhiên, với đội hình hùng mạnh như vậy vẫn không thể chống đỡ được đòn tấn công hung hãn của bệ ngạn thậm chí chỉ với mấy chiêu, bệ ngạn đã trực tiếp khiến một cao thủ quỷ tiên cảnh gục xuống đất, đồng thời dùng một móng vuốt vỗ chết người này. Như vậy vẫn chưa phải kết thúc, sau khi đánh chết người nọ, bệ ngạn mở miệng, trực tiếp nuốt sống người đó luôn. Lực lượng khủng bố như vậy khiến các vũ và những người khác khi nhìn thấy nó đều cảm thấy kinh ngạc. Sự hung dữ của bệ ngạn này thực sự có thể so sánh với Kim Kỳ Lân, có thể ngay cả Tù Ngưu và Nhai Tý cũng sẽ không thể chịu được một vài đòn tấn công từ nó. Những đại yêu quái kia nhìn thấy bệ ngạn hung hãn như vậy, bị cương phong trấn áp, căn bản không phải đối thủ của bệ ngạn. Nhưng bệ ngạn không có hứng thú chiến đấu, sau khi giết chết một cao thủ, nó lại gầm lên giận dữ, miệng đầy máu, một đôi mắt lạnh lùng và hung dữ nhìn thẳng vào chiếc kiệu mộng hồi ở đằng xa. Điều quan trọng nhất là ma vật trong kiệu mộng hồi. Bệ ngạn cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của ma vật nên lao thẳng về hướng kiệu mộng hồi. Muốn bắt được kẻ trộm, phải bắt được vua trước, ngay cả bệnh ngạn cũng biết sự thật này. Những người của huyết linh giáo không thể đến gần tấm bia đá, tu vi thì không tốt lắm, đặc biệt là sau khi chứng kiến bệnh ngạn có thể giết chết một cao thủ từ quỷ tiên cảnh chỉ trong vài chiều. Cho nên nhìn thấy bệnh ngạn cực kỳ hung hãn lao tới, những người của huyết linh giáo nhất thời hỗn loạn, rất nhiều người lần lượt rút lui về phía sau. Ngay cả những người khiêng kiệu mộng hồi cũng sợ hãi đến mức hai chân run rẩy. Bệnh ngạn một đường lao tới có một số người của huyết linh giáo còn chưa kịp chạy trốn đã bị nó trực tiếp đánh bay ra ngoài. Về cơ bản, khi va chạm vào cơ thể bệ ngạn, những người đó đã bị đánh bật ra và ngã xuống đất không còn hơi thở. Khi còn cách chiếc kiệu mộng hồi 20-30 mét, ngay cả những người khiêng kiệu cũng mất hết dũng khí, lập tức bỏ lại chiếc kiệu mộng hồi, trực tiếp quay người bỏ chạy. Ngoài sân chỉ có chiếc kiệu mộng hồi lẻ loi, trông rất cô đơn. 30 mét, 20 mét, 10 mét, bệnh ngạn càng ngày càng đến gần kiệu mộng hồi khi còn cách 10 mét bệnh ngạn nhảy lên nhảy lên cao và đánh về phía chiếc kiệu mộng hồi lúc này nhìn thấy các vũ và những người khác từ xa trái tim cũng bắt đầu dâng lên người ngồi trong chiếc ghế kiệu đó là một đại ma đầu đúng lúc nhìn thấy bệnh ngạn chuẩn bị đáp xuống chiếc kiệu đột nhiên có một luồng hơi thở từ trong chiếc kiệu phóng ra đánh thẳng lên trên người bệnh ngạn bệnh ngạn kêu lên một tiếng rồi bay ra ngoài ngã lăn xuống đất lần này bệnh ngạn bị thương nặng và lăn trên mặt đất vài vòng mới đứng dậy được nhưng con thần thú bệnh ngạn này vẫn rất hung dữ sau khi đứng dậy nó lắc lư cơ thể lại phát ra một tiếng gầm nghèn nghẹt tiếp tục tiến đến gần chiếc kiệu mộng hồi nhưng lúc này bệnh ngạn không tấn công dữ dội như vậy mà từ từ tiến lại gần hết sức cảnh giác không lâu sau bệnh ngạn lại một lần nữa đến cách chiếc kiệu mộng hồi trong vòng 10 mét nhưng nó không dám tấn công bừa bãi nữa mà cứ không ngừng gầm lên về phía chiếc kiệu mộng hồi. Lúc này, đột nhiên từ trong kiệu mộng hồi truyền ra một giọng nói đàn ông vô cùng kỳ ảo, tiểu súc sinh không biết sống chết này, ngươi cho ngươi là long tử mà có thể bất kính với ma tôn sao, ngươi có thực lực đó không? Khi đang nói chuyện, liền nhìn thấy rèm của chiếc kiệu mộng hồi đột nhiên bị gió nhẹ nhàng thổi bay lên, một người chậm rãi bước ra khỏi chiếc kiệu. Hắn ta chỉ bước được hai bước thì cơ thể nhẹ nhàng bay lên, cách mặt đất chưa đầy một mét, nhìn thấy dáng vẻ thật sự của ma vật, bệnh ngạn dường như cảm thấy áp lực rất lớn, vừa gầm nhẹ, vừa không ngừng lui về phía sau. khi đó bệnh ngạn mới nhận ra rằng nó không có thực lực để đối đầu với con ma vật này. tuy nhiên, các vũ và những người khác ở xa nên không thể nhìn rõ hình dáng thực sự của ma vật vì khoảng cách quá xa. nhưng ngay khi ma vật hóa thành hình dáng con người vừa xuất hiện trong tầm mắt bọn họ bọn họ liền cảm thấy một sự áp bức vô cùng mạnh mẽ. Loại cảm giác áp bức này khiến hơi thở của họ có chút nặng nề. Hắc tiểu sắc hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, xem ra ma vật sắp ra tay, sớm muộn cũng không thể tránh khỏi, không bằng chúng ta cũng ra tay đi, nhiều người như vậy, chúng ta có lẽ còn có thể chiến đấu, chắc Hoàng Diệp Đạo Nhân cũng nhanh tới đây. Lẽ ra lúc này Hoàng Diệp Đạo Nhân đã tới, có thể lão ta đang ở trong cấm địa sau núi, chưa tìm được cơ hội ra tay. Ngô Cửu Âm liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, dường như đang muốn tìm kiếm dấu vết của Hoàng Diệp đạo nhân, nhưng không thể tìm ra được dấu vết. "Bệ ngạn, ngươi cũng là con thần thú, tại sao không làm thú cưỡi cho bản tôn? Ở lại thế giới này, canh giữ nhà cho loài người giống như kiến, thật sự đã mất đi thân phận thần thú của ngươi, đúng không?" Ma vật mỉm cười nói. Bệ ngạn gầm lên một tiếng giận dữ, trong lúc nhất thời bốn phía nổi lên cuồng phong, cuốn theo vô số bụi bặm. Ngay sau đó, bệ ngạn quay người bỏ chạy bắt đầu tấn công về phía đám người huyết linh lão tổ con bệ ngạn này rất thông minh nó biết không thể đánh bại ma vật này nên đã chuyển sang thứ tốt nhất tiếp theo và bắt đầu tấn công đám người huyết linh lão tổ bên huyết linh lão tổ cũng rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn bị gió lớn đè áp thực lực giảm đi rất nhiều mà bên phía trung nam sơn các cao thủ đã thi triển toàn lực lúc này hàng trăm người đã gia nhập vào vòng chiến đấu Đặc biệt là những cao thủ đối phó với huyết linh lão tổ đã tăng lên gần 30 người. Trong 30 người này có tu sĩ và đạo sĩ, tu vi đều rất cao, mặc dù huyết linh lão tổ đã giết vài người, nhưng số lượng càng ngày càng nhiều. Mặc dù lão ta là cao thủ thượng tiên cảnh, nhưng cũng không chịu đựng được. Điều quan trọng nhất là sự áp chế của những trận gió lớn, điều này đã kiềm chế rất nhiều thực lực của huyết linh lão tổ. Tại nơi phía sau tấm bia đá có mười mấy người điều khiển luồng khí hình thành những trận gió. Cuối cùng, huyết linh lão tổ không thể chịu đựng được nữa, đành gọi một tiếng, mang theo đám người rút lui trở lại. Lần này huyết linh lão tổ cuối cùng cũng phải chịu đau khổ, lão ta mang theo mười mấy cao thủ tới đó thì có ba bốn bốn người ở lại. Mà ở bên phía Trung Nam Sơn cũng có hơn mười cao thủ đã chết. Nhưng dưới sự tấn công mạnh mẽ, không thể làm gì được. Nếu điều này tiếp tục, năng lực gây sức ép của huyết linh lão tổ sẽ không còn khi những người ở trung nam sơn nhìn thấy huyết linh lão tổ cùng người của mình rút lui họ đột nhiên trở nên phấn chấn và cảm thấy có hy vọng bảo vệ được trung nam sơn chỉ cần lá chắn cuối cùng này còn tồn tại trung nam sơn có thể hoàn toàn được bảo vệ sau khi lui về sau lão ta trực tiếp đi đến trước mặt ma vật chắp tay rất cùng kính nói ma tôn đây là lá chắn cuối cùng của trung nam sơn chỉ cần bị phá vỡ trung nam sơn sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt cầu xin ma tôn ra tay giúp ta một lần chỉ cần công phá được trung nam sơn ta sẵn sàng dâng thêm hai viên phật tổ xá lợi ngoài ra những người của trung nam sơn này cũng có thể giao cho ma tôn xử lý ngươi thật sự làm bản tôn thất vọng ngươi không thể giết được những con người giống như con kiến này vậy mà vẫn có ý định để cho ta ra tay ma vật nói ma tôn phiến đá phía trước có điểm kỳ quái uy lực của trận gió thực sự rất mạnh không biết là bố trí cái gì chỉ cần ma tôn có thể tiêu diệt lực lượng của phiến đá phía trước, huyết linh giáo của chúng ta nhất định mạnh như Vũ Bão sẽ tấn công Hoàng Long. Được, bản tôn giúp ngươi một lần nữa, thân hình ma vật bay lên, lập tức đi thẳng về phía tấm bia đá. Huyết linh lão tổ lại dẫn đầu nhóm cao thủ hướng tới gần bia đá. Khi trưởng giáo Hư Phong nhìn thấy ma vật xuất hiện, tất nhiên ông ta cảm nhận được thực lực khủng bố trên người ma vật, vội vàng lớn tiếng hét, tất cả mọi người chú ý, ma vật đã xuất hiện mọi người đi theo bần đạo, tử thủ Trung Nam Sơn. Nói xong, trưởng giáo hư phong dẫn đầu một nhóm người tiến về phía trước vài bước, chắn phía trước tấm bia đá khổng lồ. Thân hình ma vật nhẹ nhàng trôi nổi, phía trên tấm bia đá hình thành một vòng xoáy khổng lồ cũng tập trung sức mạnh tạo thành một điểm. Cơn lốc màu đen dần dần dịch chuyển hướng về phía ma vật, cơn gió vô tận xé nát, tất cả chút xuống trên người ma vật. Cố lực lượng này dần dần làm chậm lại thân hình ma vật, nhưng vẫn như trước không thể ngăn cản nó tiến về phía trước. Mà đám người huyết linh lão tổ đi theo phía sau ma vật, bởi vì phần lớn gió mạnh đã bị ma vật chặn lại nên bọn chúng không còn gặp trở ngại, một đường bước đi. Những khổ tu sĩ của toàn chân giáo từ lâu đã đặt sự sống và cái chết sang một bên. Ngay lập tức có mười mấy khổ tu sĩ đứng dậy, thân hình phiêu động, mười mấy thanh kiếm đồng thời tấn công về phía ma vật. Tuy nhiên, mười mấy người căn bản không thể đến gần con ma vật, cách nó 7-8 mét, tất cả đều không thể tiến thêm một bước. Thanh kiếm trong tay chĩa vào ma vật cũng gặp phải lực cản mạnh mẽ. Kiếm trong tay bị một cỗ lực lượng vô hình chặn lại, bị hơi thở áp chế, dần dần bị uốn cong. Sau đó liên tiếp có mấy tiếng keng keng vang lên, tất cả kiếm đều gãy. Có rất nhiều kiếm trong số những thanh kiếm gãy đó đã đâm vào cơ thể của những khổ tu sĩ, xuyên thẳng vào cơ thể họ. Chỉ trong một chiêu, liền có bảy tám khổ tu sĩ mất mạng ma vật cười lạnh vung tay lên một cỗ khí tức lại dâng trào ra hướng về phía những khổ tu sĩ còn lại đúng lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện từ không trung với ánh sáng vàng rực rỡ chém thẳng về phía ma vật thanh kiếm trong tay bóng người phá vỡ khí tức của ma vật trước sau đó mới chém về phía ma vật cắt vũ và những người ẩn nấp trong bóng tối đang hồi hộp quan sát động tĩnh bốn phía ngô cửu âm không thể giữ được bình tĩnh nữa khi nhìn thấy các khổ tu sĩ ra tay đối phó với ma vật, y định kêu gọi mọi người tiến lên phía trước, liều mạng với ma vật. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một người từ trên trời xuất hiện, hóa giải được luồng khí tức do ma vật phát ra, cứu được 6-7 khổ tu sĩ còn lại của toàn chân giáo, sau đó một kiếm chém về phía vật. Người này ra đòn rất nhanh, hiển nhiên là đã chuẩn bị tấn công, thanh kiếm trong tay màu vàng trói lọi, tản ra uy lực mạnh mẽ. Sau khi luồng khí tức do ma vật phát ra bị hóa giải, kiếm khí tung hoành lại chém về phía ma vật. Nhưng thấy ma vật hình như đã đoán trước được, nó trực tiếp đưa một tay ra trước người, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, không những ngăn cản được luồng kiếm khí mạnh mẽ mà còn đánh bay người đang đang lao lên trước ra xa hơn 10 mét. Lúc này, Cát Vũ và những người đang ẩn nấp trong bóng tối mới phát hiện ra người đột nhiên ra tay chính là Hoàng Diệp đạo nhân mà họ đang chờ đợi. Chắc chắn lão ta đã đến đây từ lâu nhưng vào thời điểm quan trọng mới đột nhiên ra tay hoàng diệp đạo nhân vẫn trong dáng vẻ xuất trần thoát tục cầm hiên viên kiếm trong tay vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm khâu chớp mắt vào ma vật cách đó không xa về phần những người ở trung nam sơn bọn họ cũng chưa từng gặp qua hoàng diệp đạo nhân đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện cao thủ dám đối đầu với ma vật như vậy bọn họ cũng rất kinh ngạc trong lúc nhất thời đều há hốc mồn trưởng giáo hư phong của toàn chân giáo từ xa hét lên vị tiền bối này là ai? Cảm ơn sự giúp đỡ, có thể cho biết tôn sưng được không? Bần đạo Hoàng Diệp Côn Luân, Hoàng Diệp đạo nhân không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói. Ngay khi tên này vừa được sướng ra, toàn bộ Trung Nam Sơn đều sôi trào. Những năm trước, danh tiếng của Hoàng Diệp đạo nhân không mấy rõ ràng bởi vì Hoàng Diệp đạo nhân sống ở Côn Luân rất xa. Trước đó còn ẩn cư mấy chục năm, trên thế giới dường như đã lâu không có một người như vậy nhưng cách đây không lâu trong trận chiến biển nam hải hoàng diệp đạo nhân xuất hiện hai ba lần làm cho mọi người trên thế giới biết hoa hạ còn có một nhân vật thần thoại trong truyền thuyết cao thủ thượng tiên cảnh hoàng diệp đạo nhân ngoại trừ huyết linh lão tổ đây chính là cao thủ thượng tiên cảnh duy nhất của hoa hạ hoàng diệp đạo nhân tới rồi trung nam sơn chúng ta được cứu rồi tốt hoàng diệp đạo nhân tới rồi cả trung nam sơn sôi sục cảm giác bọn họ đã được cứu nhưng chỉ có các vũ ngô cửu âm và những người khác cảm thấy đây mới chỉ là bắt đầu một thượng tiên cảnh muốn đối phó với ma vật cũng không phải chuyện dễ dàng các ngươi vui mừng quá sớm chỉ là một hoàng diệp làm sao có thể ngăn cản được đại quân của huyết linh giáo chúng ta quả thực là si tâm vọng tưởng huyết linh lão tổ tiên bước từng bước tới lạnh lùng nói ma vật cũng cười lạnh nói thượng tiên của nhân loại cùng lắm cũng chỉ là một con kiến mạnh hơn mà thôi có thể tạo ra loại sóng gì lúc này ngô cửu âm vung tay một cái sau đó từ trong chỗ tối đi ra bước tám bước đã đến bên cạnh hoàng diệp đạo nhân sau đó các vũ và những người khác không còn che giấu thân hình nữa lần lượt đứng dậy và tập hợp về phía hoàng diệp đạo nhân huyết linh lão nhân chúng ta thì sao ngô cửu âm rút ra kiếm hồn chỉ vào huyết linh lão tổ nhìn thấy đám người này xuất hiện huyết linh lão tổ vô cùng bất ngờ kinh ngạc nói người các ngươi không phải ở mao sơn tông sao sao lại tới đây nhanh như vậy ngươi cho rằng chúng ta ngu ngốc sao ở phía sau núi mao sơn tông cố ý bố trí nghi trận dương đông kích tây kỳ thật mục tiêu không phải mao sơn tông mà là trung nam sơn với thủ đoạn nhỏ của ngươi có thể gạt được người khác nhưng không thể gạt được chúng ta lý bán tiên nói chỉ trong nháy mắt huyết linh lão tổ liền trấn tĩnh lại mỉm cười nham hiểm nói không sao tới vừa kịp lúc các ngươi đang trèo lên cột để chết lão tổ ta không cần phải đi tìm các ngươi, đúng lúc cùng nhau thu thập đi. Sự xuất hiện của Cát Vũ, Ngô Cửu Âm và những người khác được xem là viên thuốc an thần cho toàn bộ núi Trung Nam. Cửu Dương Hoa Lý Bạch, Vũ Hàm Tiểu Lượng Kiếm, trong thế giới ngày nay, hai tổ hợp mạnh mẽ nhất của Hoa Hạ đều đến đây. Ngày nay, hai tổ hợp thiên đoàn mạnh mẽ nhất trong giới tu luyện Hoa Hạ luôn là bất khả chiến bại. Họ đã đến Nhật Bản hai lần và giết chết đối thủ, giết chết hai vị địa tiên, ngay cả đền Ice cũng bị đốt cháy, bọn họ ra tay chưa bao giờ thất bại. Trưởng giáo Hư Phong nhìn thấy bọn họ tới, lập tức dẫn theo một nhóm cao thủ nhẹ nhàng đi tới. Nhìn những người này vô cùng kích động, đặc biệt là trưởng giáo Hư Phong, lần lượt hành lễ hướng về phía Cát Vũ, Ngô Cửu Âm, vô cùng cung kính nói, vào thời khắc sinh tử của Trung Nam Sơn, các vị có thể đến giúp đỡ, mọi người ở cuối Trung Nam vô cùng cảm kích, bần đạo thay mặt toàn bộ trung nam sơn xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các vị trưởng giáo hư phong ngươi quá khách khí huyết linh lão tổ này là kẻ thù chung của giới tu hành hoa hạ mọi người đều có thể giết lão ta ta và ngươi có quan hệ mật thiết nếu trung nam sơn bị công phá sẽ là tổn thất lớn cho giới tu hành hoa hạ ai cũng không ai muốn nhìn thấy cảnh tượng này ngô cửu âm chắp tay nói cảm ơn cảm ơn các vị trưởng giáo hư phong kích động không biết nên nói gì chỉ cảm thấy có bọn họ ở đây, Trung Nam Sơn nhất định sẽ có hy vọng. Huyết linh lão tổ nhìn cảnh này, sắc mặt âm trầm, nói với ma vật ở bên cạnh, ma tần, một lúc nữa ta sẽ đối phó với Hoàng Diệp đạo nhân kia. Những người còn lại giao cho ngài, hôm nay nhất định phải nắm được Trung Nam Sơn trong tay. Phật tổ xá lợi mà ta đã hứa chắc chắn sẽ không thiếu cho ngài. Ngươi có thể đối phó được người kia sao? Ma vật bình tĩnh nói. Mặc dù lần trước ta không phải là đối thủ của người này, nhưng trong khoảng thời gian này ta cũng không có nhàn rỗi. Ta đã nuốt chừng tu vi của rất nhiều cao thủ, lần này ta hoàn toàn có lòng tin có thể hạ gục Hoàng Diệp kia, huyết linh lão tổ nói ra. Tốt, chúng ta bắt đầu đi, ma vật cười cười, bắt đầu bước về phía đám người Trung Nam Sơn. Lúc này đám người cắt vũ mới nhìn rõ ràng dáng vẻ của ma vật, nó giống như một nam một nữ, vô cùng xinh đẹp, nhưng không ai biết đó là loại ma vật gì. Lý bán tiên nheo mắt nhìn một cái, trầm giọng nói, đây là ma vi yêu ma, nó xếp hạng cao trong 10 đại ma vật, vô cùng khủng bố, mọi người hãy cẩn thận. Mọi người đều không biết yêu ma mạnh đến mức nào, nhưng cứ mỗi bước nó bước đi, khí chàng xung quanh lại cổ đáng. Cơn gió ngưng kết ra từ luồng khí tức cường đại trên bia đá, dường như không có tác dụng gì nhiều với nó. Bên kia, huyết linh lão tổ vẫn còn nhớ tới mối thủ thất bại lần trước. Lần này lão ta trực tiếp cầm kiếm lao về phía Hoàng Diệp Đạo Nhân, nhất quyết muốn cùng lão ta tranh đoạt cao thấp. Lực lượng chiến đấu mạnh nhất của bên họ vừa lao lên đã bị huyết linh lão tổ cuốn lấy. Vì vậy, ma vật này chỉ có thể để cắt vũ và đám người ngô cửu âm đối phó. Trong thời gian gần đây, tu vi của huyết linh lão tổ quả thực đã tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là khi đám người cắt vũ đến Nhật Bản. Huyết linh lão tổ đã cướp Phật tổ xá lợi khắp nơi, dấu chân của lão ta lan khắp hoa hạ. Thậm chí ở nhiều ngôi chùa ở Đông Nam Á cũng đều đã tới. Mỗi lần đi đến một nơi đều sẽ để lại rất nhiều thi thể đã bị huyết luyện thành công cắn nuốt, chỉ còn lại một đống xương trắng, rất tàn nhẫn. Lão ta càng cắn nuốt nhiều người, tu vi của lão ta càng cao. Không ai biết huyết linh lão tổ đã cắn nuốt bao nhiêu cao thủ, nhưng mọi người chỉ có thể cảm giác được tu vi của lão ta càng ngày càng lợi hại. Loại tà tu này của lão ta tiến bộ nhanh hơn rất nhiều so với người tu hành bình thường. Xét về lai lịch thì huyết linh lão tổ này cũng là một lão ma vật sống hơn 200 năm, không thua kém bất kỳ người nào, đây là điều đáng sợ nhất. Huyết linh lão tổ cầm theo một thanh kiếm, trong nháy mắt đã va chạm với Hoàng Diệp Đạo Nhân, ngay từ đầu vừa lên đến đã là thủ đoạn vô cùng điên cuồng, kiếm khí tung hoành, cát và đá bay tứ tung. Mặt đất đều bị pháp kiếm trong tay bọn họ chém thành từng khe rãnh. Kiếm khí cường đại, trong phạm vi trăm mét đều làm cho người ta không thể đứng vững những người phía sau huyết linh lão tổ không ngừng lui về phía sau vẫn có một số người vẫn bị kiếm khí làm bị thương bị bắn bay ra ngoài hai cao thủ thượng tiên cảnh đều liều mạng chém giết trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt được cao thấp cùng lúc đó ma vật cũng bắt đầu đi về phía cắt vũ và những người khác mỗi bước tiến về phía trước mọi người đều có thể cảm nhận được tràn đầy áp lực các cao thủ trung nam sơn ban đầu rất tự tin sau khi cắt vũ và những người khác xuất hiện nhìn thấy ma vật không ngừng đến gần loại áp lực nặng nề vẫn khiến bọn họ không tự chủ được cảm thấy sợ hãi đã không ít người bắt đầu rút lui về phía sau trưởng giáo hư phong những người chúng ta vây công ma vật ngươi mang theo một nhóm cao thủ đến yểm trợ cho chúng ta tốt nhất là phái một nhóm người đi đối phó người của huyết linh lão tổ phá hủy kiệu mộng hồi chặt đứt đường lui của bọn chúng ngô cửu âm trầm giọng nói được toàn chân giáo chúng ta còn có một đám khổ tu sĩ yểm trợ cho các người. Ta sẽ dẫn những người còn lại đi giết thuộc hạ của huyết linh lão tổ, nơi này giao cho các ngươi, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Trưởng giáo hư phong nói xong, vung tay lên, hơn 30 khổ tu sĩ đứng dậy, đứng bên cạnh đám người ngô cửu âm. Trưởng giáo hư phong có thể tập hợp được hai ba trăm cao thủ Trung Nam Sơn, trực tiếp tấn công về phía thuộc hạ của huyết linh lão tổ. Trung Nam Sơn mặc dù có nhiều đệ tử, bao gồm cả tu sĩ và đạo sĩ, nhưng không có nhiều cao thủ xuất chúng. Chỉ có khoảng 200 cao thủ trên chân nhân cảnh. Cao thủ trên quỷ tiên cảnh chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng vẫn có một số khổ tu sĩ tiếp cận địa tiên cảnh, đều đến bên cạnh đám người Ngô Cửu Âm. "Tiểu Vũ, hai chúng ta làm quen với con ma vật này trước." Ngô Cửu Âm nói xong, chỉ kiếm hồn trong tay, là người đầu tiên lao về phía ma vật. Khi lao về phía ma vật, Ngô Cửu Âm kích phát ra long hồn lực, làm cho thân kiếm đột nhiên tràn ngập long khí mạnh mẽ mang lại cho kiếm hồn lực lượng mạnh mẽ hơn. khi ra tay kèm theo tiếng rồng gầm liền chém về phía ma vật, về phía các vũ hắn kích phát tất cả lực lượng trên người ra. ma khí của ma đầu viễn cổ, lực lượng phật đỉnh xá lợi cũng đều kích phát ra. ngoài ra các vũ còn uống viên tăng công hoàn do thiệu thiên đưa cho chính mình để cho lực thực lực của chính mình trực tiếp thăng lên thượng tiên cảnh. để đối phó với ma vật, tất nhiên hắn sẽ cố gắng hết sức nếu không cẩn thận sẽ phải trả giá bằng mạng nhỏ này. Nhưng dù vậy, Cát Vũ không nghĩ mình có đủ sức mạnh để đánh bại ma vật này. Về phần những người còn lại, bọn họ tản ra bốn phía, bao vây xung quanh ma vật, bao gồm khoảng ba mươi mấy khổ tu sĩ, về cơ bản được xem là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của toàn chân giáo. Trưởng giáo hư phong để lại tất cả cho bọn họ, để cùng nhau hợp tác đối phó với ma vật mạnh nhất này. Khi ngô cửu âm chém ra chém ra, lon hồn lực được kích phát, đánh ra nhất chiêu Họa Long Điểm Tình. Đột nhiên, một cột sáng màu tím dày như cái xô đánh vào ma vật. Ma vật chỉ cười khẩy, nhìn về phía Ngô Cửu Âm. Ngay khi tia sáng màu tím chuẩn bị đánh vào trên người ma vật, đột nhiên một luống khí tức nổi lên trước mặt ma vật, làm cho chiêu thức Họa Long Điểm Tình bị ngăn chặn lại. Một thủ đoạn cường đại như vậy đã bị hóa giải một cách âm thầm. Cùng lúc đó, Cát Vũ và Ngô Cửu Âm đã hợp lực lao đến khu vực gần ma vật hai thanh kiếm đồng thời bộc phát ra lực lượng cường đại, đánh về phía ma vật. Ma vật chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, làm nhiều việc cùng một lúc, hai luồng khí tức va chạm vào nhau. Thanh kiếm trong tay của hai người trực tiếp chém ra, nhưng ngay sau đó lại bị khí tức cổ đãng va chạm, đồng thời rút lui. Thật thú vị, ma vật nhìn thấy hai người này bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ như vậy, hiển nhiên có chút kinh ngạc trước thực lực của hai người này. Một thanh kiếm có chân long cho hồn gia trì, thậm chí còn làm cho long hồn lực trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Còn một người khác, tuổi còn trẻ lại có thực lực của thượng tiên cảnh. Đây đúng là nơi ma vật cảm thấy kinh ngạc. Hai người họ không thể thành công trong một đòn nên lại bước về phía trước. Mà phía trung cẩm lượng và hắc tiểu sắc cũng không nhàn rỗi, cùng nhau ra tay. hắc tiểu sắc vừa mới khỏi bệnh nặng, tu vi cũng đã khôi phục, tay lấy ra lượng thiên thước ra, giọt nước mắt trắng trên chán mơ hồ tỏa sáng. Tuyết ma cũng đang lặng lẽ ra chỉ năng lượng cho hắc tiểu sắc. Đại ma đầu, cho ngươi nếm lượng thiên thức của ông nội hắc gia ta. Hắc tiểu sắc dơ lượng thiên thức lên, đập mạnh xuống đỉnh đầu ma vật. Khi lượng thiên thức này được đánh xuống, nó không chỉ là bộc phát ra một lực hủy diệt khủng khiếp mà còn là một tầng hàn băng lực mạnh mẽ. Một thước đánh xuống, nhất thời bốn phía ngưng kết ra một lớp xương lạnh. Ma vật duỗi một ngón tay chỉ về hướng lượng thiên thức giáng xuống, lượng thiên thức còn cách đầu ma vật 4-5 mét liền dừng lại, không thể nào hạ xuống được nữa. Hắc tiểu sắc cố gắng hết sức, mặt đỏ bừng, nhưng không thể làm cho vật này di chuyển xuống dù chỉ một tấc. Thanh trảm tiên kiếm trong tay trung cầm lượng chuyển động ngược lại, một tia sáng bùng phát, làm cho viên bảo thạch cũng kích phát ra uy lực cường đại, đánh về phía ma vật. Ở bên bạch triển, con rồng lửa cũng phun ra nốt vào, bao vây xung quanh ma vật. Ngay khi vừa lao lên, tất cả đều phóng đại chiêu, nhưng những chiêu thức này đối với ma vật mà nói đều không tạo thành mối uy hiếp gì. Hoặc là căn bản không thể dừng trên người nó, thậm chí nếu dừng trên người nó cũng sẽ không bị tổn hại gì, hoàn toàn miễn nhiễm. Ma đầu lần này gặp phải quả thực cường hãn hơn nhiều so với trước đó. Các loại thủ đoạn lần lượt xuất hiện đều bị ma vật ngăn chặn, vân đạm phong kinh. Hơn 30 khổ tu sĩ tạo thành một kiếm trận, tất cả các thanh kiếm hợp nhất với nhau đồng thời lao về phía ma vật vốn dĩ mọi người đều trông cậy vào hoàng diệp đạo nhân là lực lượng chính để đối phó với ma vật trước mặt này nhưng lúc này hoàng diệp đạo nhân không thể thoát thân bị huyết linh lão tổ cuốn lấy các vũ và đám người ngô cửu âm đã dùng mọi thủ đoạn để tấn công nhưng tất cả đều bị ma vật dễ dàng hóa giải lúc này vẫn bị chấn áp bởi cơn gió mạnh được hình thành bởi luồng không khí mạnh mẽ phía trên tấm bia đá vẫn như trước không gây ra nhiều mối đe dọa cho ma vật dưới sự yểm trợ của các vũ và những người khác những lão đạo của toàn chân giáo bất ngờ ra tay, hơn 30 khổ tu sĩ tạo thành một kiếm trận khổng lồ, đầu tiên họ đi vòng quanh ma vật, bước đạp đấu cương, trong miệng lẩm bẩm, khí chàng xung quanh không ngừng dao động. Luồng không khí mạnh mẽ phía trên tấm bia đá ngay lập tức rót vào một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ vào kiếm trận cường đại do những lão đạo này tạo thành. Lúc này, pháp kiếm trong tay các lão đạo gần như đồng thời được phóng ra, mỗi một thanh kiếm đều bắn ra một lực đạo mạnh mẽ tỏa ra bốn phương tám hướng và đồng thời đánh về phía ma vật. Sau khi những lão đạo đó ra tay, ngay cả ngu cửu âm và các vũ cũng cảm nhận được sự khủng bố của kiếm trận, không tự chủ được đều lùi lại để tránh những mũi nhọn của kiếm trận. Ngay sau đó, tất cả những thanh kiếm đó va vào nhau. Mà ma vật ở giữa lần đầu tiên thể hiện vẻ mặt ngương trọng, hai tay nó mở ra đẩy về phía đỉnh đầu, ma mà khí màu đen đột nhiên tràn ngập quanh thân, lan ra bốn phía xung quanh. Những ma khí đó tạo thành một kết giới, ngăn chặn tất cả những thanh kiếm mạnh mẽ được tạo ra bởi luồng khí kỳ lạ phía trên tấm bia đá. Ban đầu 30 thanh kiếm đều rất nhanh nhẹn, trên mỗi thanh kiếm đều tràn ngập một luồng kiếm khí cổ quái. Nhưng tại nơi cách con ma vật khoảng 3 mét, liền ngừng lại lơ lửng. Có hơn 30 thanh kiếm, phát ra âm thanh vù vù lớn. Mỗi thanh kiếm dường như chịu áp lực rất lớn và bắt đầu dần dần bị uốn cong. Ngô cửu âm nhìn thấy cảnh này, lập tức thở dài nói xem ra chúng ta phải dùng chiêu tàn nhẫn hơn không cho nó ra đòn sát thủ nếu không nhất định sẽ ăn nhiều cực khổ nói xong ngô cửu âm nhìn về phía chu nhất dương nói nhất dương ngươi đi dẫn lôi đi chu nhất dương gật đầu ngẩng đầu nhìn tấm bia đá cách đó không xa cùng với vòng xoáy màu đen do luồng khí mạnh mẽ trên tấm bia tạo ra không biết sau khi lên đó có gặp nguy hiểm gì không chu nhất dương đi đến trước mặt một lão đạo toàn chân giáo hỏi đạo hữu này tấm bia đá đó có thể leo lên được không thông thường không thể đi lên tấm bia đá chính là thánh vật của trung nam sơn là vô tự thiên bi do tổ sư toàn chân giáo để lại luồng khí cường đại trên đó cũng là do sư tổ ngưng tụ toàn bộ khí tràng không ổn định của vùng cấm địa sau núi mà thành đi lên đó chỉ sợ rất nguy hiểm nhưng ngươi có thể đi lên thử xem xưa nay chưa từng có người trèo lên tấm bia đá kia lão đạo hơi do dự nói không ngờ như vậy nếu Chu Nhất Dương không hỏi, lão đạo cũng không nói gì. Cho dù thế nào, Chu Nhất Dương trực tiếp xoay người đứng dậy, sử dụng thuật bích hổ du tường, bám vào tấm bia đá, liên tiếp trườn lên, trực tiếp leo lên đỉnh tấm bia đá. Vừa đi lên, luồng không khí phía trên bia đá lập tức tạo áp lực rất lớn cho Chu Nhất Dương. Nhưng chính vào lúc đó, luồng khí mạnh mẽ đã bị hơn 30 lão đạo Trung Nam Sơn dẫn chuyển ra ngoài, phần lớn lực lượng đều chút lên người ma vật cho nên áp lực lên người chu nhất dương tạm thời có thể chịu đựng được đứng trên tấm bia đá này chu nhất dương trong lòng vẫn có chút kích động bởi vì chu nhất dương biết tổ tiên chu minh của mình đã học được thuật dẫn lôi từ toàn chân giáo ở trung nam sơn nơi này chính là nơi khai sinh ra thuật dẫn lôi đáng tiếc các lão đạo toàn chân giáo ở trung nam sơn có chút không vừa ý phải cần trung nam cửu tử chín người cộng lại mới có thể dẫn được chín đạo thiên lôi hiện tại Chu Nhất Dương muốn đối phó con ma vật này, nhất định phải sử dụng lôi pháp lợi hại nhất, đó chính là Bách Lôi Đại Trận. Ở Trung Nam Sơn dẫn lôi, không phải là múa rìu qua mắt thợ, mà là để cho những lão đạo này nhìn thấy cái gì là thuật dẫn lôi chân chính. Tam Thanh Tổ Sư tại thượng, Hữu Thỉnh Chư Thiên Thần Minh, Cửu Thiên Huyền Lôi, Dĩ Kiếm dẫn chi, Như Hữu Bất Tòng, Lôi Phủ Bất Dung. Âm thanh thần chú của Chu Nhất Dương vang vọng khắp Trung Nam Sơn và vang đi rất xa sau tiếng hét lớn này chu nhất dương dơ cao thanh ly vẫn cốt kia em và chỉ vào vòng xoáy màu đen vòng xoáy đen phản ứng ngay lập tức từ trong vòng xoáy đen khổng lồ liền có một số âm thanh sấm sét vang lên chu nhất dương cảm giác được đám người phía dưới cũng nghe được tiếng sấm lúc này chu nhất dương có chút kích động vòng xoáy màu đen phía trên đầu y lại có thể giúp y phát động sấm sét quả thực là trung nam sơn nơi có phúc khí nhất trên thế giới Xem ra vòng xoáy màu đen này có liên quan rất nhiều đến thuật dẫn lôi. Hiện tại Chu Nhất Dương tràn đầy tự tin. Đúng lúc Chu Dương Dương vừa leo lên bia đá, đang chuẩn bị dẫn lôi. Kiếm trận cường đại do 30 lão đạo tạo thành cuối cùng đã không thể chống đỡ được nữa. Một nửa số pháp kiếm đã bị ma vật trực tiếp sử dụng ma khí trên cơ thể bẻ gãy. Những pháp kiếm bị gãy bắt đầu bay về phía các đạo sĩ cũ. Sau khi pháp kiếm bị gãy, lực đạo càng tăng lên hơn 10 phần trước đó. Khi các khổ tu sĩ của toàn chân giáo nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của họ đột nhiên thay đổi và tất cả đều rút lui về phía sau. Ngay khi những thanh kiếm gãy đâm xuyên qua cơ thể họ, Cát Vũ bất ngờ xuất hiện, dùng kiếm quét ngang qua và sử dụng một chiêu kiếm Ô Long Bãi Vĩ, khiến cho tất cả những thanh kiếm gãy đều bị ngăn chặn, cứu sống các lão đạo. Nhưng khi Cát Vũ đánh rơi những thanh kiếm gãy này lại cảm thấy khó chịu, hắn bị khí tức của ma vật đánh trúng, thân hình lùi về sau vài bước đột nhiên cảm thấy khí huyết trong cơ thể dâng trào. Các lão đạo đều nhìn về phía các Vũ, chắp tay về phía hắn để bày tỏ lòng biết ơn. Ma vật hóa giải kiếm trận, trên mặt nó lại nở nụ cười khinh thường, liếc nhìn những người xung quanh nói, thủ đoạn nhỏ này, chỉ sợ đã là giới hạn của Trung Nam Sơn của các ngươi. Ma đầu, xem chiêu, ngô cửu âm hét lớn một tiếng, dơ cao kiếm hồn trong tay. Phi Long tại thiên, có một tiếng hét lớn, sau đó là tiếng rồng gầm, vang vọng khắp đất trời. Từ kiếm hồn phun ra một cột tia sáng màu tím, tia sáng bay lên trời, càng lúc càng lớn, trực tiếp biến thành một con rồng dài màu tím, xuyên vào vòng xoáy màu đen phía trên đỉnh đầu. Một đôi mắt to, mang theo vẻ uy nghiêm vô tận, nhìn mọi người phía dưới. Trên Trung Nam Sơn, những đệ tử không tham gia chiến đấu đều há hốc mồm khi nhìn thấy con rồng tím khổng lồ này, tất cả đều hít một ngụm khí lạnh. Đây có phải là chân long trong truyền thuyết không? Nghe nói ngô cửu âm có thể mang chân long ra, hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt. Ma vật cũng bị chân long chi hồn hấp dẫn, nụ cười trên mặt biến mất, lại trở nên cực kỳ ngương trọng. Đây là chân long chi hồn đã nuốt chừng yêu nguyên hồng hoang đại yêu. Theo thời gian trôi qua, chân long chi hồn không ngừng hấp thụ lực lượng yêu nguyên hồng hoang đại yêu. Hiện tại, yêu nguyên lực xem như đãi tiêu hóa gần hết. Tất nhiên chân long chi hồn đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Một con rồng thực sự, với thực lực cường đại cũng không kém nhiều so với ma vật. Vì vậy, sự xuất hiện của chân long chi hồn thực sự đã mang đến áp lực rất lớn cho ma vật. Chỉ trong nháy mắt, chân long chi hồn liền từ trong vòng xoáy đen lao xuống, nhai răng và móng vuốt, mang theo một cỗ khí thế cường đại có thể hủy diệt thiên địa. Ma vật đứng ở đó, không biết có phải nó bị dọa cho sợ hãi mà không cử động không. Dưới cái nhìn của mọi người, chân long chi hồn đáp xuống đánh vào nơi ma vật ở, khiến cho nơi đó bị đánh thành một cái hố lớn. Trong nháy mắt chân long chi hồn lại phóng lên cao, cuốn theo ma vật xuyên vào bên trong vòng xoáy đen. Trong vòng xoáy màu đen, dưới trạng thái dẫn lôi của Chu Nhất Dương, đã có tia sét và tiếng sấm ầm ầm vang lên. Chân long chi hồn mang theo ma vật cũng không rời khỏi vòng xoáy màu đen mà đang chiến đấu với nó trong vòng xoáy. Tiếng gầm của chân long không ngừng vang lên, ầm ầm rung động, tất cả mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm vào vòng xoáy màu đen. Bên trong vòng xoáy, chân long chi hồn chắc chắn chiến đấu kịch liệt với ma vật. Nhưng mọi người chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của chân long chi hồn hoặc một cái móng vuốt nhô ra hoặc một cái đuôi vùng vẫy. Nhưng lại không nhìn thấy tình hình ma vật. Sau vài phút rằng co, từ trong vòng xoáy có rất nhiều vảy không ngừng rơi xuống, khoảng mười mấy cái, mỗi cái to như cối say. Trước đó, khi chân long chi hồn chiến đấu với những kẻ thù hùng, cũng có chuyện như vậy xảy ra, các vảy trên cơ thể nó sẽ có dấu hiệu bong ra từng mảng. Nhưng vảy này có thể mọc lại. Một lúc lâu sau, chân long chi hồn lại xuất hiện, vẫy cái đuôi khổng lồ, ném đi một thứ gì đó, nặng nề rơi xuống đất. Mà chân long chi hồn cũng sắp rơi xuống, lượn vòng giữa không trung một lúc rồi rơi xuống. Tuy nhiên, khi chân long chi hồn rơi xuống, thân thể của nó co lại rất nhiều nhưng cũng đập xuống mặt đất thành một cái hố sâu. Ngô cửu âm cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy trên người chân long chi hồn đầy vết thương, máu vàng chảy ra. Trong trận chiến này, cả hai bên đều chịu tổn thất. Chân long chi hồn phát ra một tiếng gầm yếu ớt, trong lúc nhất thời không thể tự mình quay trở lại bên trong kiếm hồn được. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngô cửu âm không khỏi có chút đau lòng, kiếm hồn trong tay y chỉ thẳng về phía chân long chi hồn. Vung tay một cái, chân long chi hồn hóa thành một tia sáng màu tím quay trở lại bên trong kiếm hồn. Các đệ tử trẻ ở Trung Nam Sơn chưa bao giờ chứng kiến một trận chiến khốc liệt như vậy, tất cả đều sợ hãi. Lúc này mọi người lại nhìn về nơi ma vật rơi xuống. Ở nơi đó đã bị đập xuống, xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Không có chuyện gì, mọi người đều phát hiện có một cỗ hắc sát ma khí nồng động từ hướng hố sâu bốc ra. Giống như bên trong hố sâu khổng lồ kia đang bốc cháy. Không lâu sau, ma vật nhảy ra khỏi hố sâu. Giống như một con người, thân hình nó lúc này đang thay đổi nhanh chóng ma khí trên người càng ngày càng nồng đậm đồng thời thân hình cũng càng ngày càng lớn điều khủng bố hơn chính là ma khí trên người ma vật không ngừng dâng lên nó thực sự đã tiến hóa thành hình dạng của động vật con vật này có con giống hổ có con giống báo có con giống chim lớn có con giống quái vật dưới sông vô cùng kỳ lạ có hình dáng không giống nhau ngay sau đó một chuyện khiến cho mọi người không thể tưởng tượng được đã xảy ra ma vật sử dụng ma khí trên người biến đổi thành những loài động vật đã thực sự nhảy ra khỏi cơ thể nó. Những con vật đó, chính xác mà nói đều là yêu vật, đều được biến đổi từ ma khí trên người ma vật, càng ngày càng nhiều, chi chít, không bao lâu sau liền có mấy chục yêu thú từ trên người nó nhảy ra, liên tục không ngừng tiến hóa. Thứ này là yêu ma, yêu ma trong mười đại ma vật, bên trong thân thể nó có thể vô vàn yêu thú đi ra, không ngừng tiến hóa, phải nhanh chóng ngăn cản nó mới được lý bán tiên kiến thức sâu rộng đọc nhiều sách vở là văn phu tử có nhiều hiểu biết đối với ma vật nghe được lý bán tiên nhắc nhở ngô cửu âm sắc mặt lạnh lùng y gọi mọi người mọi người cùng nhau tiến lên ma vật đã bị thương lúc này mọi người cùng nhau tấn công có thể sẽ có cơ hội sau khi dặn dò xong ngô cửu âm là người đầu tiên lao tới nhưng lúc này ngô cửu âm đã không thể tiếp cận yêu ma được nữa bởi vì số lượng yêu thú biến đổi từ ma vật đã lên tới hàng trăm con mỗi con đều cực kỳ hung dữ và lao về phía bọn họ theo lời dặn dò của ngô cửu âm mọi người lao về phía trước lao về phía yêu thú bao gồm cả các khổ tu sĩ của toàn chân giáo cũng đều rút kiếm lao lên yêu thú nhảy ra từ trong cơ thể ma vật tự nhiên không mạnh bằng ma vật nhưng thực lực cũng không tệ ngay cả bạch triển và nhạc cường mỗi người đối phó một con đều là cố gắng hết sức Điều đáng sợ là càng ngày càng có nhiều yêu thú, dường như vô tận, không ngừng từ trên người ma vật nhảy ra. Nhìn thấy nhiều ma vật như vậy, bọn họ căn bản không có cách nào ngăn cản. Một khi những ma vật này xông vào đám đệ tử có tu vi tầm thường của Trung Nam Sơn, hậu quả sẽ khó có thể tưởng tượng được, thương vong vô số, máu chảy thành sông. Kết quả, các vũ đã đưa ra quyết định dứt khoát, trực tiếp vỗ vào tụ linh tháp, phóng ra tất cả đại yêu và hắc thần thú trong tụ linh tháp của mình. Đáng tiếc quỷ tiên phương thiên nho không có ở đó. Người của đạo quan thành Kim Lăng đã liên lạc với Cát Vũ nhiều lần và yêu cầu Cát Vũ trả lại bài vị của phương thiên nho. Mặc dù Cát Vũ không muốn đưa nhưng vẫn phải trả lại. Nếu có quỷ tiên ở đây chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những đại yêu cũng giúp Cát Vũ và những người khác giảm bớt rất nhiều áp lực. Đặc biệt với sự xuất hiện của cây ô đầu quỷ thụ, trên mặt đất mọc lên rất nhiều dây leo, quấn vào tứ chi của yêu thú, khiến chúng di chuyển khó khăn. Lúc này, mọi người lao về phía trước, tiêu diệt từng con yêu thú. Thanh trảm tiên kiếm trong tay trung cẩm lượng lúc này phát huy uy lực rất lớn. Những con yêu thú bị cây ô đầu quỷ thụ cuốn lấy, về cơ bản đã bị trung cẩm lượng tấn công từng con một, chỉ với một kiếm, yêu thú liền biến thành một luồng hắc khí và biến mất trong vô hình. Sau khi những con đại yêu đó xuất hiện, tình hình có phần mất kiểm soát cuối cùng cũng ổn định lại. Bên kia yêu thú ngày càng nhiều, nhưng dây leo do ô đầu quỷ thụ tạo ra cũng vô tận. Mà lúc này, vòng xoáy đen khổng lồ trên tấm bia đá đã biến thành một tòa lôi trì. Yêu ma lực là vô tận, bản thân nó càng ngày càng trở nên khủng bố, từ trên người ma vật hiện ra dày đặc, biến thành vô số yêu thú, một đường đấu đá lung tung, lao thẳng về phía người Trung Nam Sơn. Vào thời điểm quan trọng, Cát Vũ phải thả ra tất cả những con đại yêu trong tụ linh tháp, bao gồm cả cây ô đầu quỷ thụ. Cây ô đầu quỷ thụ đóng vai trò quan trọng nhất, dây leo mà nó tạo ra bao phủ toàn bộ mặt đất phía trước, trải dài ra và cuốn quanh thân hình lũ yêu thú. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi khi chúng bị cuốn lấy, bạch triển, nhạc cường và những người khác bước tới và tiêu diệt từng con yêu thú. Khi pháp kiếm trong tay mọi người rơi vào những con yêu thú đó, chúng sẽ lập tức biến thành một cỗ hắc khí và biến mất vào vô hình. Khung cảnh đột nhiên trở nên hỗn loạn, toàn bộ cấm địa phía sau Trung Nam Sơn tràn ngập âm thanh giết chóc. Huyết linh lão tổ và hoàng diệp đạo nhân chén giết vô cùng kịch liệt, hai cao thủ thượng tiên cảnh đánh nhau trời long đất lở, mặt trời mặt trăng mất đi ánh sáng. Lần trước hai người này giao đấu, huyết linh lão tổ hoàn toàn không phải là đối thủ của hoàng diệp đạo nhân. Nhưng lần này, lực lượng đã ngang bằng, thậm chí huyết linh lão tổ còn có dáng vẻ áp chế hoàng diệp đạo nhân đủ để chứng minh rằng trong khoảng thời gian này huyết linh lão tổ thực sự đã tiến bộ rất nhiều trưởng giáo của toàn chân giáo hư vân chân nhân dẫn đầu một nhóm cao thủ của trung nam sơn trực tiếp chém giết với những người do huyết linh lão tổ mang đến cùng nhau hỗn chiến cuộc chiến giữa hai bên vô cùng khốc liệt mỗi bên đều có thương vong điều đáng sợ là ma vật không ngừng phân tách ra thân hình càng ngày càng lớn số lượng yêu thú tách ra khỏi nó không ngừng tăng nhiều ban đầu trong một hoặc hai giây chỉ phân tách ra hai hay ba con nhưng bây giờ có những mảnh vỡ ra từ cơ thể nó rơi xuống mặt đất liền biến thành nhiều loại mãnh thú khác nhau gầm thét về phía họ trong tình huống này ngay cả cây ô đầu quỷ thụ cũng cảm thấy mệt nhọc và không có thời gian để đối phó bàn tay giết chóc của mọi người đều tê dại nhưng họ vẫn không thể giết hết yêu thú vào thời khắc mấu chốt trên đầu vang lên mấy tiếng nổ lớn chu nhất dương thi triển thuật dẫn lôi Trận pháp gần như đã hoàn tất. Trên tấm bia đá, một lôi trì khổng lồ đã ngưng tụ trong vòng xoáy màu đen. Cùng với tiếng hét lớn của Chu Nhất Dương, Thanh Ly vẫn cốt kiếm trong tay y lập tức chỉ về hướng ma vật, vòng xoáy màu đen mang theo lôi trì khổng lồ trực tiếp lơ lửng ngay trên đầu ma vật. Ma vật đang liên tục tạo ra nhiều loại yêu thú khác nhau đột nhiên cảm nhận được mối nguy cơ lớn, ngẩng đầu nhìn lên vòng xoáy màu đen. Lúc này, thân hình của nó đã trở nên vô cùng khổng lồ. Nó nhìn lôi trì bên trong vòng xoáy màu đen, tức giận nói, nhân loại hèn mọn, thủ đoạn cường đại nhất, cũng chính là sử dụng sức mạnh của thiên địa. Các ngươi cho rằng có thể đối phó với ma tôn cường đại bằng cách này sao, các ngươi nghĩ quá dễ dàng. Giết, không đợi ma vật lẩm bẩm xong, Chu Nhất Dương trực tiếp vung thanh ly vẫn cốt kiếm trong tay xuống. Trong vòng xoáy màu đen, mấy đạo thiên lôi đồng thời giáng xuống, có khi là 4-5 cái, khi nhiều nhất là hơn 10 đạo thiên lôi đồng thời đánh xuống. Chu Nhất Dương cũng sử dụng thủ đoạn lợi hại nhất Bách Lôi Đại Trận để đối phó với ma vật này. Khi Bách Lôi Đại Trận được thi triển ra, khu vực xung quanh cách chỗ ma vật hàng chục mét cũng bị lôi mũi nhọn bao vây. Lôi mũi nhọn khổng lồ đánh xuống và tách ra vô số dòng điện nhỏ màu xanh, lan ra bốn phía, nơi đó trực tiếp biến thành một mảnh đất khô cằn. Trước đây, Trung Nam Cửu Tử đã tập hợp sức mạnh của bảy người để tạo ra chín đạo thiên lôi, so với Bách Lôi Đại Trận của Chu Dương thì thực sự không có gì đáng nói. Trung Nam Cửu Tử nhìn thấy Chu Nhất Dương tạo ra một trận tượng lớn như vậy, trong lòng vô cùng chấn động, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Chu Nhất Dương không phải đệ tử của toàn chân giáo, nhưng y lại thi triển ra thủ đoạn lợi hại nhất của toàn chân giáo, so với bọn họ mạnh hơn gấp trăm lần, khiến tất cả những người này phải xấu hổ. Đây chính là khoảng cách. Nếu thấy hay, quý vị và các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và cho át một like để nhận những video mới nhất nha.